chương 4660, nhớ nhung, ba người lang hàn bị hào quang bao phủ và bắt đầu xuyên qua cực nhanh. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, ba người một đường bay từ cánh tay phải của thi thể thánh hoàng bay sang cánh tay trái. Sau đó, bọn họ phát hiện nơi này có núi xanh sông dài. Bình thường không có gì lạ, giống như trước kia. Đến, tiếp tục dùng mai rùa dò đường. Đại hắc cầu nói, tốc độ của bọn họ không bằng thánh nhân, cho nên, muốn thăm dò nơi này cần 10 ngày nửa tháng, mà thánh nhân chỉ cần một buổi mà thôi bởi vậy mai rùa chỉ đường là thứ mấu chốt ông sau khi xoa máu tươi mai rùa lại bắt đầu sáng lên xem đi máu của ngươi không có lãng phí đại hắc cầu chỉ vào mai rùa nó nói với tiểu thanh long cút tiểu thanh long tức giận còn dám châm chọc nó bọn họ đi theo tia sáng ba ngày sau bọn họ đi tới điểm cuối cùng lần này ánh sáng chỉ lên đỉnh núi bọn họ đi vài bước trong đầu xuất hiện tình cảm nhớ nhung lăng hàn nghĩ đến kiểu thê nữ hoàng hổ nữ còn có lang hy các nàng đồ lót hoa đồ lát trắng đồ lót đen đôi mắt đại hắc cẩu biến thành mông lung cảm giác như sắp khóc phụ thân trên mặt tiểu thanh long đầy nhớ nhung khốn kiếp lại bị ảnh hưởng úm ma ni bá mễ hồng lang hàn lập tức vận dụng lục tự minh vương chú làm người ta tỉnh ngộ cũng đâm vào sâu trong thức hải ba người đồng thời giật mình nhớ nhung trong lòng rút lui trước kia hắn cười to mọi người không tự chủ cảm thấy thận trọng Lăng Hàn cao mày nói, ha ha, lão hắc, thì ra trong lòng của ngươi, thứ chân quý nhất chính là đồ lót. Tiểu Thanh Long cười to, đại hắc cẩu không cho là đúng, nó lắc lắc bờ mông. Bằng không ngươi cho rằng thế nào, Tiểu Thanh Long vội vàng dùng móng vuốt che mặt, sáng chói mắt Long ra ta, sắp bị mù rồi. Hắn cũng rất im lặng, vốn tưởng rằng bắt lấy chỗ đau của đại hắc cẩu, không nghĩ tới tính cách không biết xấu hổ của đại hắc cẩu lại không quan tâm chút nào. Ba người đều vận chuyển lục tự minh vương chú, sau đó bắt đầu đi lên núi. Không bao lâu, bọn họ đã lên tới. Nơi này có một người đang ngồi sẵn, tóc dài tới eo, bóng lưng hết sức nhỏ nhắn, có lẽ là một nữ tử. Tiền bối, lang hàn mở miệng, người này đứng lên, thân thể thướt tha, phong thái mê người, thời điểm đối phương xoay người lại, ba người lang há hốc mồm. Bởi vì người này cũng không phải là nữ tử, mà là một nam nhân. Hắn lớn lên rất tuấn tú, tràn ngập cảm giác âm nhu, cho nên nhìn từ bóng lưng sẽ hiểu lầm giới tính ai tướng mạo tư đoàn tương tư tương tư thành họa nam nhân ung dung nói ra ngay cả giọng nói cũng trung tính hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không cách nào phân biệt nam nữ bái kiến tiền bối lang hàn chắp tay nói ra đây có lẽ là thần niệm của thiên lạc thánh hoàng biến thành ngăn cản ta trăm chiêu sẽ vượt qua kiểm tra bằng không sẽ chết nam tử âm nhu nói ra được rồi mặc dù có chút âm nhu nhưng rất thành thật còn tốt hơn chứ đông khôi rất nhiều lang hàn tiến lên một bước kính xin tiền bối chỉ giáo. Hừ, ta tự chọn, nam tử âm nhu nói ra, sau đó hắn chỉ vào đại hắc cẩu. Người đầu tiên, à, đại hắc cẩu nhe răng, nó đầu tiên, nó hơi lo sợ, đây chính là một đám ý niệm trong đầu thánh hoàng biến thành, tuy tính cách hoàn toàn khác biệt với chư đông khôi nhưng tin tưởng thực lực sẽ không khác biệt. Hơn nữa, gia hỏa này quá hung tàn, ngăn cản không hắn 100 chiêu sẽ chết, quá nguy hiểm a à. Tiểu hắc ta có thể lựa chọn không chiến hay không, đại hắc cầu cẩn thận nói ra người bị ta điểm danh không chiến, giết, nam tử âm nhu nói ra, trên mặt mang theo sát ý. Bất đắc dĩ, đại hắc cẩu đành phải đứng ra, tiền bối, người cần phải ôn nhu một chút, tiểu hắc không chịu được tàn phá. Lăng Hàn và tiểu thanh long đã nghĩ tới, đại hắc cẩu cũng quá không biết xấu hổ. Nam tử âm nhu không nói thêm lời nào, hắn lập tức giết sang. Đại hắc cẩu gọi lớn vào vung chảo, kỳ thật nó không kém, dầu gì cũng là cửu đỉnh hợp nhất, nhưng lại tu luyện thể thuật và đế thuật thậm chí chiến lực còn mạnh hơn rất nhiều đế tử. Bởi vậy, tuy nam tử âm nhu vô cùng cường đại, nhưng chiến đấu cùng dê chốt đánh bại đại hắc cầu trong 100 chiêu. Đại hắc cầu bị thương buồn thiêu, rốt cuộc nó sống qua 100 chiêu. Cút, nam tử âm nhu một cước đá vào trên người đại hắc Cẩu, cũng đá nó bay ra ngoài. Kế tiếp, ngươi, nam tử âm nhu chỉ vào tiểu thanh long. Đến, tiểu thanh long miệng tiện nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mà thôi, làm việc rất đúng mực, cũng lao tới tấn công nam tử âm nhu hắn không oanh kích từ xa mà là trực tiếp va chạm phát huy ưu thế thể thuật tới mức tận cùng ân nam tử âm nhu ngạc nhiên nhưng một trưởng đánh ra mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ khốn kiếp người đánh cái gì thế kỳ thật thể tu cũng không chiếm ưu thế bởi vì ngươi vận dụng lực lượng thể tu thì đối phương cũng vận dụng hoặc là đều không cần oanh trên phương diện lực lượng tiểu thanh long ngang tài ngang sức với đối thủ chỉ khi nào liên quan đến đế thuật tiểu thanh long mới không bằng khá tốt chỉ kém hai trọng thiên Toàn thân tiểu thanh long rất cứng rắn, nó có thể chịu đòn, hắn có thể ngăn cản chiến lực hai trọng thiên, tranh lệch hai trọng thiên cũng không cách nào tạo thành trọng thương. Đương nhiên, đây là nam tử âm nhu chưa dùng thực lực chính thức, nếu không đế thuật thôi phát ra chiến lực 12 trọng thiên, chỉ sợ tiểu thanh long sẽ lập tức lâm vào trọng thương, dù sao hắn cũng không có năng lực hóa giải công kích. Rất nhanh, 100 chiêu đi qua, tiểu thanh long cũng sống qua. Ngươi, nam tử âm nhu cũng chỉ vào lăng hàn, lăng hàn quát lớn một tiếng, chiến lực bộc phát toàn bộ, hắn giết về phía đối thủ. Nam tử âm nhu lại ồ một tiếng, không ngờ một người mạnh hơn một người. Lúc này, hắn ngược lại tươi cười, hai tay bộc phát chiến lực rất đáng sợ. Quả nhiên, gặp mạnh càng mạnh, hắn cũng là một đám ý niệm trong đầu thiên lạc thánh hoàng biến thành, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác với chư đông khôi, hắn càng am hiểu cận chiến, tay, khuỷu tay, đầu gối đều thành vũ khí của hắn, mà nếu như bị đánh trúng giống như bị mẫu kim oanh thích, lực phá hoại quả thực đáng sợ cho dù khí lực của lăng khí càng mạnh hắn còn có thể hóa giải lực công kích nhưng bị va chạm vài lần như thế cũng cực kỳ khó chịu mấu chốt là trong tay đối phương đế thuật có thể phát huy vượt qua năng lực vốn có có lẽ đây mới là uy lực chân chính của đế thuật lăng hàn nói thầm trong lòng đế thuật là đại đế sáng chế cũng chỉ có đại đế mới có thể chính thức phát huy ra uy năng vốn có bởi vì đó là con đường do đại đế tự mình đi ra không có thể ngộ như vậy người đời sau làm sao phát huy ra uy lực cực hạn của đế thuật Oanh, nam tử âm nhu vô cùng cường thế, thân hình bay lên không trung, trên người bắn ra bốn tia sáng, phân biệt hóa thành long, hổ, chu tước, huyền vũ tấn công lăng hàn. Chương 4661 Đế tử hiên. Cho dù nhìn từ phương diện nào, nam tử âm nhu đều là tu hành chân ngã đệ nhất hình tu đến tình trạng hoàn mỹ, gắng có cái gì chưa đủ chính là thể thuật còn kém lăng hàn một chút, bí lực cũng nguồn yếu hơn một chút. Sau khi được đế thuật gia trì, chiến lực của hắn lại hoàn toàn nghiền áp lăng hàn. Oanh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thần thú đều do đạo tắc làm xương, năng lượng tầng thứ cao làm thân thể, thần uy lẫm lấm, hắn có được lực phá hoại kinh người. Nếu việc này thay đổi thành Tiểu Thanh Long hoặc là Đại Hắc Cẩu, có lẽ đã sớm bị đánh bại, dù cho khí lực Tiểu Thanh Long vô cùng cường hoành cũng gánh không được, dù sao chiến lực kém nhau quá lớn. Lang Hàn có thể hóa giải tất cả lực lượng công kích trong phạm vi 6 trọng thiên, công kích như vậy chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho hắn, nhưng không cách nào trọng thương hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt, trên thực tế còn khó phân ra thắng bại. Lăng Hàn dùng nam tử âm nhu làm đá mài đao, tiếp tục đi ra đường của chính mình. Trước kia hắn dùng chư đông khôi làm đối thủ, nhưng đáng tiếc lại bị đánh thê thảm, hắn bị bảy thánh nhân cắt đứt, hy vọng lần này hắn có thể tiến thêm một bước. Không lâu lắm, một trăm chiêu đã đủ nhưng Lăng Hàn không có dừng tay, nam tử âm nhu cũng không có dừng tay, hai người vẫn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn hiểu ra bộc phát, hắn không hề cực hạn tại đế thuật, thánh thuật, Tôn giả bảo thuật, hắn nghĩ cái gì dùng cái gì, tùy tâm sở dục, chiến lực của hắn lại có tăng lên. Vì cái gì Chư Đông Khôi, Nam Tử Âm Nhu mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ đều đi ra con đường của mình, cho nên thúc dục tiên thuật mới mạnh như thế. Thích hợp chính mình mới được là cường đại nhất. Đương nhiên, chính thức lợi hại không phải Chư Đông Khôi và Nam Tử Âm Nhu, mà là Thiên Lạc Thánh Hoàng, tất cả đều là thần niệm của hắn biến thành. Lăng Hàn đi ra một bước nhỏ, nhưng hắn đã vượt qua rất nhiều thiên tài đa số thiên tài dùng thời gian cả đời cũng không cách nào đi ra một bước này không thể đi ra con đường của bản thân phải biết rằng bước đầu tiên là bước khó khăn nhất lăng hàn đã có hiểu ra hắn muốn dùng hợp học thuật bách gia sau đó lấy thừa bù thiếu tinh luyện ra tiên thuật của bản thân mình kỳ thật hắn đã đi qua con đường này trong nguyên thế giới đã như thế bởi vì hệ thống lực lượng khác biệt thiên địa đạo tắc khác biệt nên không có gì tham khảo nhưng đã có một lần thành công đối với lăng hàn mà nói đã không có gì khó khăn nữa vào lúc này hắn lại nghĩ tới đinh thụ, có lẽ đối phương cũng như hắn, chính là bá chủ nguyên thế giới, như vậy, hắn tất nhiên cũng đi ra con đường của mình và đạt tới đỉnh phong của thế giới. Cho nên, đinh thụ hiện tại còn chưa đi ra con đường bản thân trong thiên địa hiện tại, nhưng tin tưởng việc này không làm khó hắn lâu. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ đế kinh, lang hàn cảm thấy áp lực, chiến ý của hắn càng bộc phát đáng sợ, hắn muốn mạnh hơn trước. Hắn cảm giác mình lại có một ít tiến bộ, nhưng đế lộ khó khăn cỡ nào hắn mới là chân ngã cảnh, bởi vậy tiến bộ này cực kỳ nhỏ bé. Lăng Hàn lại cảm thấy thỏa mãn, đế lộ gian nan, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tiến thêm một bước, nhìn khắp thiên hạ có bao nhiêu chuẩn đế thì biết rõ, dù trong thiên địa không cho phép xuất hiện một vị tổ vương mới, thánh nhân đỉnh phong cũng không thể thành tựu chuẩn đế. Ông, một cổ khí thức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lập tức ngừng tay, hắn dừng lại, nam tử âm nhu cũng dừng lại và nhìn sang một hướng. Trên một đỉnh núi xuất hiện nam tử mặc đạo bào màu vàng, hắn chỉ khoảng 20 tuổi, ngũ quan như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Cấp giáo chủ, Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, trong nội tâm hắn đầy kinh ngạc. Tuổi còn rất trẻ, tuy võ giả có thể tùy ý cải biến hình dáng tướng mạo, làm mình trẻ tuổi cũng không khó, trong tình huống bình thường, có ai làm như vậy? Võ giả trọng điểm là thực lực, là tu vi, mà không phải có tuấn tú hay không. Nhìn khắp thiên hạ, cường giả cấp giáo chủ nào không phải tóc trắng dâu bạc, hiện tại nam tử này mới hơn 20 tuổi nói rõ nhân sinh của hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong chính là thời điểm khí huyết tràn đầy nhất tương lai có thể phát huy ra đủ lực bộc phát càng làm lang hàn giật mình chính là tuổi còn rất trẻ hơn nữa hai vai của nam tử có long phượng quấn quanh dưới chân càng có linh tuyền khởi động lang hàn chưa từng có nhìn thấy qua dị tượng như thế a à, đạo tác gần như hoàn mỹ nam tử âm nhu lộ ra vẻ mặt tán thưởng nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi hắn lại u buồn nam tử áo bảo vàng không nhìn lăng hàn một cái hắn xem thường từ thực chất giống như chân long tung hoành cửu thiên sẽ quan tâm một con sâu cái kiến hay sao tiền bối vãn bối lâm hiên thỉnh ban chiêu hắn nói với nam tử âm nhu cũng hơi khom người bày ra thái độ cung kính đây chính là thần niệm của đại đế lâm hiên trong nội tâm lăng hàn kinh ngạc gia hỏa này chính là đế tử hiên đế tử mạnh nhất hỏa vân đế tộc thế hệ hoàng kim hắn nghĩ đến nam tử âm nhu bình luận lâm hiên đạo tắc gần như hoàn mỹ a h h bắt đầu từ chân ngã cảnh đã tu hành đạo tắc gia hỏa này có đạo tắc gần như hoàn mỹ chiến lực tự nhiên rất khủng bố lăng hàn chính là thế hệ hoàng kim hắn còn chưa giao thủ qua trong chân long uyên không cho phép cho nên hắn cũng không thể nào phán đoán thực lực chỉnh thể của thế hệ hoàng kim nhưng một câu đờ đạo tắc gần như hoàn mỹ đủ để nói rõ thế hệ hoàng kim yêu nghiệt cỡ nào hơn nữa thế hệ hoàng kim không có sở đoản dùng lực lượng toàn tộc bồi dưỡng chẳng những tu đạo tắc hơn nữa còn có đạo tắc cực kỳ cường đại Lăng Hàn giết Lâm Lãng, nếu như đối phương biết rõ thân phận chân thật của mình, có lẽ ra hỏa này sẽ ra tay. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đã thay đổi hình dạng khi bảy thánh nhân đi vào. Nam tử âm nhu gật đầu, hắn đánh một trường vào ba người Lăng Hàn, một tia sáng bao phủ bọn họ và bắt đầu xuyên qua cực nhanh. Sau đó, hắn mới tấn công Lâm Hiên, xíu, yêu yêu, ba người Lăng Hàn dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua di cốt đại đế, lần này đi tới chân trái. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt, sương mù mịt mờ tầm nhìn cực thấp không biết người tỏa trấn nơi này là cái quỷ gì đại hắc cầu nói thầm một hồi cười một hồi buồn tất cả đều quá biến thái lang hàn vừa đi một lúc thì dừng lại lão hắc người vừa nói cái gì tất cả đều là biến thái không câu trước đó một hồi cười một hồi buồn đại hắc cầu cảm thấy mờ mịt người hỏi chuyện này làm gì Lăng hàn trầm ngâm qua một lúc hắn mới nói các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không kỳ quái đương nhiên kỳ quái. Tiểu Thanh Long lập tức nói, chúng ta đang ở trong thân thể Thánh Hoàng, người nói có kỳ quái hay không? Lăng Hàn lắc đầu, tuy người thủ vệ hai cửa trước rất mạnh, thậm chí không mạnh tới mức người ta không thể chiến thắng, nếu là như thế thì đây là vấn đề. Vấn đề gì? Chiến lực hai bên tương đương, như vậy qua một cửa và qua mấy cửa có gì khác nhau sao? mươi 4662, thất tình, đại hắc cẩu gãi đầu, tiểu hàn tử, người muốn nói cái gì, tại sao cẩu ra không rõ? Theo như ta đoán, nơi này có bảy mặt trời, vậy cũng cũng đối ứng bảy cửa và bảy người canh giữ. Lăng Hàn nói ra, nếu như mỗi một cửa khảo nghiệm năng lực đều không giống nhau, đó là có ý nghĩa. Vấn đề là, tuy người chấn thủ có thực lực rất mạnh, gần như mạnh nhất trong từng cảnh giới, đều là ngăn cản trăm chiêu, như vậy bảy cửa ải này có ý nghĩa gì? Ách, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, chuyện này có ý nghĩa ở chỗ nào? Có thể thông qua cửa thứ nhất, như vậy khẳng định cũng có thể thông qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, đừng nói bảy cửa, cho dù bảy trăm cửa cũng giống nhau. Hơn nữa, chúng ta còn lâm vào nhầm lẫn, Lăng Hàn tiếp tục nói, chúng ta đạt được mai rùa, đây là chìa khóa mở ra vô tu sơn, cho nên, chúng ta đương nhiên cho rằng bảo tàng sẽ do chúng ta đoạt được, mà chúng ta sẽ vượt lên đầu. Không phải sao, đại hắc cầu hồ đồ, Lăng Hàn lắc đầu, đạt được hai khối mai rùa, chúng ta chỉ có thể dựa vào vận khí. Có thể thiên lạc thánh hoàng muốn tìm truyền nhân, chẳng lẽ chỉ cần vận khí tốt là được hay sao? Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều không xác định. Nếu như chỉ vận khí tốt, thời điểm Thiên Lạc Thánh Hoàng còn tại thế đã sớm tìm người kế thừa, tùy tiện dùng đế kinh nện, còn sợ truyền nhân không mạnh hay sao? Tiểu Hàn Tử, cẩu ra sắp bị ngươi vòng vo chết rồi, trọng điểm của ngươi là cái gì? Đại Hắc Cẩu giận dữ nói ra, Lăng Hàn cười cười, nói, như ngươi vừa nối, ban đầu là cười, sau đó là buồn, kế tiếp sẽ có bảy cửa ải. Phi, đây rõ ràng là cầu ra nói. Đại hắc cầu kêu lên, lúc trước linh quang của lăng hàn lóe lên, hắn cũng nghe nó nói thầm. Tiểu thanh long suy nghĩ, nói, chẳng lẽ kế tiếp sẽ có các cảm xúc khác. Đúng thế, lăng hàn gật đầu, thất tình lục dục, đại hắc cầu cũng kịp phản ứng. Không sai, lăng hàn trầm giọng nói, chư đông khôi đại biểu vui mừng. Tên nam tử thứ hai đại biểu là nhớ nhung, là hai trong bảy loại cảm xúc. Ta tin tưởng, kế tiếp sẽ còn năm loại. Cho dù như thế, việc này nói rõ cái gì? Đại Hắc Cẩu hỏi, ông, đúng vào lúc này, một đạo thần niệm cường đại quét qua. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu và chỉ xích thiên nhai bẩy ra một khoảng cách, sau đó vận dụng ra hư không thú bao phủ ba người. Xíu, yêu yêu, một bóng người xuất hiện, đó là Lâm Hiên. Hai tay của hắn có long phượng đan vào nhau, bịa tuyền phun trào, dị tượng kinh người, nhưng gương mặt tuấn tú không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có lạnh lùng vô tận hắn dõi mắt nhìn chung quanh khi kim quang quét qua thiên địa đạo tắc bị trói buộc và diễn hóa việc này quá kinh người đây là thần thông chỉ có thánh nhân mới có được không ở đây lâm hiên thì thào hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có ba sinh linh hắn vừa đuổi tới thì phát hiện không có người hắn nhíu mày nhưng lại lập tức thi triển thân pháp đi xa tính toán các ngươi gặp may mắn chỉ còn lại giọng nói lưu lại xa xa ba người lăng hàn hiện thân ngoá tên tiểu tử đó muốn giết chúng ta Đại Hắc Cẩu nhảy dựng lên, vừa rồi Lâm Hiên tràn ngập sát ý. Tự nhiên, Lang Hàn gật đầu, hiện tại chúng ta tới tranh đoạt Đế Kinh, nếu giết chúng ta sẽ bớt đi ba đối thủ cạnh tranh. Chúng ta chính là người Phật tộc, hắn dám ra tay. Đại Hắc Cẩu vẫn không tin nổi, bọn chúng không dám động tới Phật tử chính thức. Lang Hàn lắc đầu, nhưng Phật tộc bốn đại thiên vực nha, ha ha, nghiêm khắc mà nói không khác gì thánh địa cả. Lại nói, cứ xem đây là bí cảnh, chỉ cần hắn không nói có ai dám nói hắn là hung thủ đại hắc cẩu vỗ đùi con bà nó tiểu tử đó quá đáng giận chúng ta không có trộm đồ lót của muội muội hắn có cần ác như vậy không lăng hàn không nói gì thế hệ hoàng kim đều muốn thành đế mặc ngươi kinh diễm tuyệt thế cỡ nào một thời đại chỉ xuất hiện một tổ vương ai cướp được thiên địa đại vận thì người khác đều thất bại cho nên đem làm lâm hiên cho rằng lăng hàn ba người có một đường cạnh tranh đế vị khả năng lúc liền quyết định đưa bọn chúng ba sớm diệt trừ đế tộc đế tộc khốn kiếp, các loại, đợi cầu ra thành đế lúc, đưa bọn chúng hết thải xóa đi. Đại hắc cầu bất mãn mà nói, thiên hạ như vậy loạn, cũng bởi vì những này đế tộc tồn tại, tự cho là tài trí hơn người, làm được thiên hạ bất công. Lăng Hàn gật gật đầu, có thể chỉ cần là người sẽ có tư tâm, cho dù bình định toàn bộ đế tộc thế hệ này, vậy sau này thì sao? Không có một vị đại đế nào có thể vĩnh viễn chân áp thiên hạ, cho nên, sau khi thay đổi triều đại sẽ có đế tộc mới thay thế đế tộc cũ, bắt đầu một lần tuần hoàn mới bỏ đi không thảo luận những chuyện này hắn khoát khoát tay như vậy ta không biết kế tiếp sẽ có cái gì ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm ý của tiểu tử ngươi là trọng điểm truyền thừa đế kinh là vấn đề chúng ta thảo luận lúc trước đại hắc cầu hoài nghi nói ta cho rằng như thế đương nhiên cũng có thể thông qua bảy cửa thì có thể đạt được đế kinh lang hàn cười nói đại hắc cầu suýt phát điên tiểu tử ngươi nói chắc chắn chứ lang hàn nhún nhún vai ta cũng không phải thiên lạc thánh hoàng ta làm sao dám cam đoan với ngươi? tốt, cho dù chúng ta biết rõ bảy quan phân biệt đại biểu bảy loại cảm xúc thì tính sao? đại hắc cầu hỏi, lang hàn trầm ngâm. cho dù là chư đông khôi hay nam tử ở cửa thứ hai đều là một đám thần niệm của thiên lạc thánh hoàng biến thành như vậy có phải nói rõ thánh hoàng lúc trước chém bảy loại cảm xúc trong lòng của mình hay không? trời ơi, không có hỉ nộ ai ố như vậy có ý nghĩa gì? đại hắc cầu lập tức thè, mỗi một vị đại đế đều đi ra con đường của bản thân nói không chừng vị thánh hoàng này là người chạm tình nhập đế thì sao lang hàn cười nói vậy ý của ngươi là muốn chúng ta chặt đứt thất tình thì mới có thể đạt được truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng tiểu thanh long ngắt lời cũng không nhất định lang hàn lắc đầu ngoá ngươi lại phát bệnh tâm thần gì thế có tin cậu ra cắn ngươi hay không đại hắc cầu sắp điên lên các ngươi chờ một chút nữa lang hàn lấy ra mai rùa hắn đội lên đầu của mình ồ ngươi làm gì vậy tiểu hàn tử Người muốn giả trang thành lão rùa thần sao? Tiểu Thanh Long lập tức cười nói. Lăng Hàn không để ý đến, hắn tiến vào không gian mai rùa, tinh không quen thuộc lại xuất hiện. Hắn bắt đầu xúc tích cảm xúc, tưởng tượng dáng vẻ của chư đông khôi, sau đó cười ha ha, hắn như bị cảm xúc vui vẻ bao phủ. Ngay từ đầu là hắn cố ý làm vậy, nhưng sau khi buông ra tình cảm thì hắn cất tiếng cười to, cười rất tự nhiên. Hiu hiu hiu, lúc này có vài tia sáng chiếu vào người của hắn chương 4663, phương pháp, có hiệu quả, lăng hàn dừng lại, hắn lại đi suy nghĩ dáng vẻ của nam tử âm nhu, ngay sau đó hắn nhớ nhung như biển, cảm tình bao phủ quanh người lăng hàn. Hắn nhớ nữ hoàng, hổ nữ, còn có thân nhân, bằng hữu trong nguyên thế giới, không có một tia giả dối. Hiu hiu hiu, lại có vài tia sáng phóng tới, lăng hàn muốn tiếp tục, kế tiếp là Bia, Hắn nghĩ đến trên con đường đi tới hiện tại vẫn có thân nhân và bằng hữu sinh lão bệnh tử, nghĩ đến những gương mặt cuồng loạn bị thôn vệ trong nguyên thế giới hàng tỷ sinh linh gặp nạn từ đó hắn vừa giận vừa thương xót nhưng không có hào quang xuất hiện chẳng lẽ nhất định phải thông qua vài cửa ải kia sao lăng hàn thì thào trong nháy mắt sau đó lăng hàn rời khỏi thế giới mai rùa tiểu hàn tử ngươi làm gì đại hắc cầu kêu lên vừa rồi có vài tia sáng bắn vào trong người của ngươi hơn nữa còn là hai lần ân tia sáng thứ hai chui vào cúc hoa của ngươi đấy Tiểu Thanh Long chen lời vào, banh, kết cục miệng tiện chính là bị đạp dẹp. Tiểu Hàn Tử, Long ra không chơi với ngươi. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết, Lăng Hàn cười ha ha, con thần lần này học không nghe lời, thỉnh thoảng cần phải giáo huấn mới tốt. Đi, chúng ta tiếp tục. Hắn nói, ô, còn muốn tiếp tục. Đại Hắc Cầu cảm thấy kỳ quái, không phải ngươi nói cửa ải này không có ý nghĩa sao. Tình huống có biến, Lăng Hàn nói ra, ba người tiếp tục đi tới, có mai rùa chỉ dẫn phương hướng, bọn họ nhanh chóng đi tới bên cạnh hồ nước, nơi này đang phát sinh kịch chiến. Còn chưa tiếp cận, bọn họ đã phát ra cảm xúc tức giận, hận không thể đánh thủng thiên địa. Giận dữ, Lăng Hàn nhận thức loại tức giận này, hắn vừa cảm nhận vừa tới gần cuộc chiến. Hai bên đang chiến đấu chính là Đại Hán Tục Tăng và một nam tử trẻ tuổi, có thể nhận ra người chấn thủ nơi này là Đại Hán Tục Tăng. Bởi vì gương mặt của hắn rất giận dữ, từng chiêu từng thức như muốn đồng quy vô tận với đối thủ có lẽ người chấn thủ ở nơi này bị cảm xúc hóa. Tên kia là ai? Tiểu Thanh Long chỉ vào nam tử trẻ tuổi. Lăng Hàn lắc đầu, không biết, tu vi cấp giáo chủ, trẻ tuổi như vậy, nhất định là thành viên trong thế hệ Hoàng Kim. Quá vô sỉ, những lão gia hỏa kia không tranh được với chúng ta nên phái thế hệ Hoàng Kim xuất chiến, tu vi còn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Đại Hắc Cầu bất mãn nói ra, trong lúc nói chuyện, đại hán tục tăng và thanh niên kia đã dừng lại, hiển nhiên đã đạt tới 100 chiêu. Đại hán tục tằng vung tay lên, nam tử cao gầy kia bị tia sáng cuốn đi. Chúng ta cần chờ hay không? Đại hắc cầu nói, nói không chừng lão tiểu tử đó đang chờ chúng ta bên kia. Lăng Hàn suy nghĩ, nói, khả năng không lớn, bởi vì Lâm Hiên đã đi trước, người này cần làm chính là đuổi kịp Lâm Hiên, mà không phải trông chừng ba tiểu nhân vật như chúng ta. Nghe lời này có phần không thoải mái, nhưng cực kỳ phù hợp với sự thật và lợi ích của đối phương. Tốt, chúng ta lên, ba người phân biệt xông lên đánh nhau, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu trước, Lăng Hàn cuối cùng. Giống như lúc trước, người khác đều là 100 chiêu vượt qua kiểm tra, Lăng Hàn lại không hạn chế số chiêu, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Đó là bởi vì hắn đạt được mai rùa, Lăng Hàn cũng không có lãng phí cơ hội như vậy, mượn người mạnh như thế ma luyện chính mình. Sau khi đánh nhau tới vết thương trồng chất, lúc này Lăng Hàn mới hô ngừng, sau đó bị chuyển tới nơi khác. Tuy hắn nhận định tên đế tử không ở lại nơi này chờ bọn họ, vì mục đích an toàn, Lăng Hàn vẫn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, cùng lắm hắn sẽ thả thiên đạo hỏa, mặc kệ ngươi là đế tử hay không đế tử, ngươi vẫn chết cháy như thường. Nhưng khá tốt, hắn đoán đúng, không có ai ở lại nơi này chờ bọn họ. Ba người rời đi một lúc, sau đó Lăng Hàn lại tiến vào thế giới mai rùa, hắn bắt đầu thiêu đốt tức giận. Ở phương diện giận dữ không cần tích lũy cảm xúc, chỉ trong nháy mắt hắn tiến vào trạng thái bộc phát, bởi vì hắn gặp được quá nhiều bất công. Trong nguyên thế giới, hắn đạt tới đỉnh phong, quét ngang tất cả địch nhân, nhưng ở thế giới này, tu vi của hắn không tính là mạnh, cho dù vô địch cùng dai thì như thế nào, cho dù là hóa linh chân quân, cấp giáo chủ, cấp tôn giả đều có thể hành hạ hắn. Huống chi còn có đế tộc cao cao tại thượng làm hại hắn rời khỏi cửu dương thánh địa, bị ép chia lì với kiều thê. Vài tia sáng tiến vào cơ thể, hắn thành công, lăng hàn rời khỏi thế giới mai rùa, hắn có một loại hiểu ra, trước kia hắn phán đoán sai lầm. Thiên lạc thánh hoàng cũng không phải chặt đứt thất tình, mà là thăng hoa cảm xúc, cực tại tình, cực tại đạo. Đây là một loại thành đạo, hắn giật mình, cực tại tình, cực tại đạo, thiên lạc thánh hoàng là người trí tình trí nghĩa, người như vậy loại chinh chiến cả đời, chỉ có mắt thấy chiến hữu từng người giải dạ yếu, hắn vẫn liên tục chinh chiến, đây là một loại đau thương cỡ nào. Có lẽ cả đời của thiên lạc thánh hoàng đều dùng để trấn áp hắc ám, đây là việc làm lăng hàn bội phục, đây là một loại yêu thương to lớn với thiên địa, chúng sinh. Đi, chúng ta đi tới nơi tiếp theo. Bọn họ tiếp tục xuất phát, thời điểm đi tới nơi thứ tư, bọn họ cảm ứng được trên bầu trời thỉnh thoảng có khí thức cường đại xẹt qua. Thế hệ hoàng kim, ba người lăng hàn đều khẳng định, người đến nhất định là thế hệ hoàng kim, cũng chỉ có bọn họ mới có thể vượt qua ý niệm của Thánh hoàng 100 chiêu, nếu không, cũng chỉ có một ít thiên kiêu như Trì Mộng Hàm, Kim Tầm Đế Tử mới có thể vượt qua. Hiện tại, đám người lăng hàn đã qua rất lại phía sau, cho nên, thế hệ hoàng kim không có lo lắng bọn họ, muốn vội vàng đuổi theo Lâm Hiên đi trước nhất tuyệt đối không để truyền thừa của thánh hoàng bị lâm hiên đạt được nếu có thể tu hành hai bộ đế kinh khi đó mình mạnh cỡ nào phải biết rằng cho dù người tu bao nhiêu đế thuật chỉ có dùng đế thuật điều động thì đế thuật mới có thể bộc phát toàn bộ uy thế cho nên tu thêm một bộ đế kinh sẽ có chỗ tốt rất lớn lại nói việc này rất hấp dẫn các thiên tài xem thêm đế kinh tương đương ôn lại con đường thành đạo của đại đế tuy không thể dập khuôn nhưng có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm ý nghĩa tham khảo quá lớn như vậy cũng tốt Ba người Lăng Hàn ba có thể im lặng phát tài. Vài ngày sau, bọn họ tìm tới nơi thứ tư, nơi này là sợ hãi, vừa đến nơi này, ba người đều sinh ra suy nghĩ sợ hãi, giống như sắp đối mặt với quái thú tiền sử không biết. Đại đế cũng sợ hãi, đây là đương nhiên, chỉ cần là người thì làm sao không có sợ hãi. Lăng Hàn cũng sẽ có cảm giác sợ hãi, đây không phải sỉ nhục, trái lại, vô tri không sợ mới là muốn chết, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có điều người chiến thắng sợ hãi thế nào chứ không phải sợ hãi nhấn chìm. Giao thủ trong cảm xúc như thế, ba người lăng hàn bị trói chân trói tay, nhưng bọn họ vẫn chiến thắng cảm xúc mặt trời và liên tục vượt qua kiểm tra. Lúc này, bọn họ bị truyền tống đến bụng của Thánh Hoàng. Lăng hàn lại tiến vào thế giới mai rùa trước, hắn phóng thích cảm giác sợ hãi, không che giấu chút nào, hắn lại chiến thắng sợ hãi, thành công dẫn động vài tia sáng tiến vào cơ thể. Trường 4664, Liên Hoa Đài, Vô Tu Sơn, lúc này phía sau đã không có đế tử chạy tới thế hệ hoàng kim hoặc hoặc dứt khoát không tới đây hoặc là chạy trước bọn họ ba người lăng vui vẻ nhẹ nhõm không cần lại trốn trốn tránh tránh cảm xúc thứ năm là lo lắng qua ải không khó khó khăn chính là diễn giải tình cảm mặc kệ chính diện hay tâm tình tiêu cực người không nên bị chi phối đương nhiên lăng hẳn có lo lắng có nhiều đế tộc liên thủ truy nã hắn như vậy còn có chiến thần cung như âm hồn bất tán đuổi giết mặc dù hắn lòng tin nhưng mà sao không có chút lo lắng chứ. Nhưng mà, hắn biến lo lắng thành động lực, Lăng Hàn đã hiểu dụng tâm của Thiên Lạc Thánh Hoàng, hắn dùng phương thức như vậy nói cho kẻ đến sau biết rằng, người không thể bị cảm xúc chi phối, cần phải làm chủ cảm xúc. Cực tại tình, không bị tình quấy nhiễu, vị Thánh Hoàng này có đại trí tuệ, nghĩ đến điểm này, Lăng Hàn bật cười, có người nào trở thành đế giả mà không có đại trí tuệ. Tốt, đi cửa thứ sáu, cửa thứ sáu nằm ở lồng ngực của Thánh Hoàng, như vậy có thể suy đoán cửa ải cuối cùng chính là đầu của thánh hoàng chẳng lẽ trong thức hải ẩn chứa thánh hoàng kinh lăng hàn vô cùng chờ mong bọn họ dùng mai rùa làm dẫn mấy ngày sau bọn họ tìm được nơi cần tới nơi này là buồn bã trên con đường võ đạo có người nào chưa từng tiễn biệt người thân bằng hữu thậm chí người yêu đối với lăng hàn mà nói tình cảm buồn bã yếu đi rất nhiều bởi vậy hắn bỏ ra thời gian rất dài để nắm giữ tình cảm này cuối cùng mới thành công dẫn động mai rùa cộng minh tốt, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, bọn họ đi tới đầu của Thánh Hoàng, đây là cửa thứ bảy. Vừa tới nơi này, ba người phát hiện đó là biển cả. Thức hải của Thánh Hoàng sao? Cần phải biết rằng, người vừa chết, thức hải sẽ khô kiệt, đại đế cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, thức hải hiện tại đã thoái hóa vô số lần khi so với lúc Thánh Hoàng còn sống. T. Đã trải qua vô số năm, thức hải còn có thể đến ầm ầm sóng dậy như thế, không hổ là bá chủ trấn áp một thời đại. Ba người Lăng Hàn đều cảm khái, biến ý thức thành thực chất là dấu hiệu cảnh giới hóa linh cảnh, bọn họ hiện tại mà chết, thức hải sẽ tiêu vong, căn bản không có khả năng tiến vào. Sử dụng mai rùa làm dẫn, bọn họ phi hành trên mặt biển, bỏ ra thời gian vài ngày, bọn họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này thật đặc biệt, Tiểu Thanh Long nói, tại sao ta nhìn giống hoa sen thế? Chính là đóa hoa sen, Lăng Hàn khẳng định, đây là một đóa hoa sen cực lớn, nhưng bây giờ đã mất đi sinh cơ cánh hoa không hề tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nó đã biến thành màu đen kịt, nhìn từ xa giống hòn đảo, cũng giống một ngọn núi. T, đây không phải là vô tu sơn đấy chứ. Bọn họ tiến vào, trung tâm hoa sen đã kết xuất một đài sen nhỏ và hóa thành bình đài to lớn. Lúc này, trên bình đài đang có rất nhiều người, đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, có nam có nữ, phong thần tuấn lãng, khí thế kinh người. Thế hệ hoàng kim, lăng hàn nhìn thấy lâm hiên, còn có đế tử quỳ, hắn nhận ra hoặc không nhận ra các đế tử đế nữ khác nhìn thấy ba người lăng hàn đi tới những đế tử đế nữ này đều lạnh lùng nhìn sang theo bọn họ nghĩ dù ba người lăng hàn thiên phú chắc tuyệt nhưng tu vi kém hơn quá nhiều hoàn toàn không có tư cách để bọn họ nhìn thẳng lâm hiên nhìn sang lăng hàn không biết tại sao hắn nhìn thấy lăng hàn sẽ sinh ra sát cơ đây là một loại cảm giác căm hận không hề có đạo lý nhưng mà đạt tới cấp độ như lâm hiên hắn tin tưởng nơi sâu xa tất có thiên ý cho nên hắn cũng không thèm để ý mà chém giết lăng hàn nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì nơi này còn có một sợi thần niệm của thiên lạc thánh hoàng, thần niệm không tiêu, cho dù là thánh nhân mang theo đế binh tới cũng phải cúi đầu, sẽ không dám tranh phong. Đế, vô địch thiên hạ, cửa ải cuối cùng là sợ hãi. Ở chỗ này, mỗi người đều khẩn trương, giống như có đại sự sắp xảy ra, từ đó làm cho bọn họ lo sợ bất an, cho dù là thế hệ hoàng kim thì thế nào, cảnh giới kém hơn quá nhiều, bọn họ vẫn chịu ảnh hưởng rất sâu. Ba người lang hàn ngây người tại sao đám người này lại ở đây? Tiểu Hàn Tử, xem ra người đoán không sai, cho dù vượt qua bảy cửa ải cũng không cách nào nhận được Thánh Hoàng truyền thừa. Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói, hiển nhiên, thế hệ Hoàng Kim muốn thông quan vô cùng dễ dàng, nhưng bọn họ lại ở lại nơi này, điều này nói rõ cái gì? Sau khi qua cửa ải này, không còn nơi khác để đi, chỉ có thể ngẩn người ở nơi này. Thế nhưng mà, Vô Tu Sơn đã xuất hiện, trên đài sen này chính là chỗ truyền thừa, bọn họ nguyện ý buông tay rời đi. Cho nên, bọn họ chờ đợi ở đây, nhìn xem có biến hóa hay không. Lăng Hàn tiến lên khiêu chiến, người chấn thủ cửa ải này chính là thiếu niên 16 tuổi, vẻ mặt rất sợ hãi, nhưng khi vừa đánh nhau, chiến lực mạnh đến mức kinh người. Bởi vì nơi này nhiều người, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra thực lực của mình, tự nhiên hắn sẽ giấu dốt, hắn đánh rất chật vật, phải sử dụng toàn lực mới miễn cưỡng vượt qua 100 chiêu. Nhưng mà, sau khi chiến đấu, thiếu niên kia sợ hãi chạy đi, cũng không thả cái dám gì thấy thực lực lăng hàn không gì hơn thế, những thế hệ hoàng kim kia ban đầu còn nhìn sang, về sau chẳng thèm ngó tới, cho rằng đang lãng phí thời gian. chỉ có lâm hiên, hắn luôn có một loại xúc động từ bản năng muốn xử lý lăng hàn. lăng hàn lui sang một bên, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ 7 loại cảm xúc, hắn có thể trực tiếp tiến vào mai rùa diễn dịch. nhưng nơi này có nhiều đế tử đế nữ như vậy, hắn có thể tiến vào mai rùa hay sao? Người chính là phật tử mới của tây thiên vực, có đế tử bắt đầu hỏi lăng hàn tâm thần lang hàn thay đổi thật nhanh gật đầu không sai lúc trước thi thể thánh hoàng xuất hiện hắn cùng đại hắc cẩu, tiểu thanh long bị hút vào tinh không đã bị rất nhiều người nhìn thấy hiển nhiên không có khả năng giấu giếm được qua thời gian lâu như thế lai lịch của hắn sẽ bị đào móc toàn bộ đó chính là tín vật ngươi đạt được đế tử tiếp tục hỏi lang hàn nhướng mày phải thì như thế nào không phải thì như thế nào a à, giao tín vật ra đây tên đế tử thản nhiên nói nằm trong tay của ngươi chẳng khác gì minh châu bị long đong, ta sẽ phá giải bí ẩn trong đó. Nếu có thánh hoàng truyền thừa, sẽ ban thưởng ngươi một môn đế thuật. Khốn kiếp, ngươi đang bố thí sao? Ba người lang hàn không có hảo cảm với đế tộc, nghe đối phương nói chuyện thì sinh lòng tức giận. Không hứng thú, lang hàn trực tiếp phản bác. Việc này không phải do ngươi. Tên đế tử hừ một tiếng, lập tức xuất thủ. Hắn là cấp bậc giáo chủ, duỗi tay ra, căn bản không cần vận chuyển yên thuật, đạo tắc tự sinh giống như được thiên địa gia trì soát một đạo hàn quang quét qua đánh lui tên đế tử tên thanh niên kia đứng lên nói nơi đây không cho phép động thủ nói xong hắn lại hoảng sợ lui sang một bên tên đế tử kia không có cam lòng hắn không dám xuất thủ trước mặt thần niệm của thánh hoàng hắn đành phải oán hận nhìn lăng hàn hắn nhớ kỹ con sâu kiến này lăng hàn cười nhạt một tiếng sưng hô như thế nào thế nào người còn không phục tên đế tử kia cười lạnh sâu kiến nhớ kỹ ta chính là đế tử nguyên chương 4665, đế kinh xuất hiện. Đế tộc ngạo mạn, bọn họ là hậu nhân của đại đế, có đế binh tỏa chấn, trong tộc lúc nào cũng có thánh nhân tồn tại, đây là tiền vốn giúp bọn họ kiêu ngạo. Mà đế tử càng kiêu ngạo, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có hy vọng rất lớn thành thánh, trong thời đại thiên hạ không đế, thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất. Thế hệ hoàng kim, người nổi bật trong đế tử, bọn họ là thế hệ mạnh nhất từ trước tới nay, bọn họ xem thường bất cứ kẻ nào, bao quát cả đế tử sau bọn họ. Cho nên, Phật tử Tây Thiên vực giống như Lăng Hàn, trong mắt thế hệ Hoàng Kim được tính là cái gì? Sâu kiến, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long nhìn nhau, bọn họ ẩn giấu tức giận rất sâu, tu vi chênh lệch quá nhiều, tức giận thì như thế nào? Những vương bát đản này cứ chờ xem, cẩu ra sẽ có một ngày bắt các người quỷ xuống mặc ta chinh phục. Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long không nói gì, nhưng trong lòng của bọn họ cũng suy nghĩ như thế. Các đế tử không nói thêm lời nào, có ít người không kiên nhẫn được nữa, bọn họ bay ra khỏi đài sen và tìm kiếm trong biển cả, có người bắt chuyện với thiếu niên hoảng sợ, ý đồ đạt được một chút tư liệu, còn có người bắt đầu ngồi xếp bằng, hoàn toàn không sốt ruột. Ba người lăng hàn chờ ở đây hai ngày sau đó lặng lẽ rời đi, bọn họ lập tức sử dụng ra hư không thú che đậy thân thể. Xeo, xeo, có ba bóng người xuất hiện, đế tử hiên, đế tử nguyên và một người lăng hàn không biết, hiển nhiên cũng là thế hệ hoàng kim. Trên người bọn họ có bảo vật che giấu tung tích, Lâm Hiên thản nhiên nói, trước đó hắn đã muốn đánh giết ba người Lăng Hàn, sau khi chạy tới thì ba người mất đi bóng dáng. Ta đến xem, tên đế tử không biết là ai nói ra, mi tâm của hắn vỡ ra, một con mắt dọc xuất hiện, trong con mắt bắn ra thần quang bao phủ bốn phía. Hư không nhãn của Minh Huynh có thể phá hết tất cả hư ảo, có thể so với thánh cấp, tin tưởng ở trước mặt của ngươi, ba con sâu kiến kia không có chỗ che giấu chân thân. Đế tử Nguyên vỗ tay cười nói, đế tử Minh cười nhạt, nhìn như không thèm để ý chút nào hắn càng cao ngạo sau khi nhìn chung quanh hắn không phát hiện ra cái gì lúc này có chút lúng túng đế tử minh lập tức dâng lên sát ý hắn vốn không quan tâm tính mạng của ba con sâu kiến đuổi theo chỉ vì tín vật của thiên lạc thánh hoàng mà thôi sau khi tìm chung quanh lại không thấy ba người lăng hàn hắn thẹn quá hóa giận và tỏa ra sát cơ bao phủ bốn phía sâu kiến nho nhỏ dám làm hắn mất mặt nhưng mà người đâu đế tử minh nhìn vào sâu trong biển cả nhưng hắn vừa dò xét thì kêu lên đau đớn, ánh sáng trong con mắt dọc tắt đi. Minh Huynh, đế tử Hiên, đế tử Nguyên đồng thời kêu lên, bọn họ cũng không phải thực sự quan tâm đế tử Minh, mà là đế tử Minh là nhân tuyển tốt nhất tìm ra ba người lăng hàn. Đế tử Minh lắc đầu, thức hải thánh hoàng không thể xúc phạm, hồn quang của ta suýt bị chém giết. Hắn vừa dứt lời, đế tử Hiên cùng đế tử Nguyên đều nghiêm túc, bọn họ đang ở trong thi thể đại đế, cho dù bọn họ có phải thế hệ hoàng kim hay không, ở trước mặt đế uy bọn họ chỉ là sâu kiến bọn họ không cam tâm sau khi đi tìm vài vòng bọn họ đành phải bất đắc dĩ quay về mà lúc này ba người lăng hàn tiến vào trong nước biển bọn họ không có chui vào biển sâu chỉ dùng nước biển bao phủ thân thể mà thôi quả nhiên nước biển có thể che lấp hành tung của chúng ta lăng hàn cười nói thức hải của đại đế dù đã chết cũng có uy năng to lớn đại hắc cầu cũng gật đầu sau đó đột nhiên nói tiểu hàn tử người nói biển máu thần bí có vô số thi thể thánh nhân có thể là thức hải của đại đế hay không lang hàn trầm ngâm đó là bí ẩn không có lời giải đáp ngay cả thánh nhân mang theo đế binh xuống dưới cũng gánh không được là thức hải đại đế sao có lẽ vị đại đế này thích giết chóc giết nhiều thánh nhân như vậy làm gì hơn nữa một thời đại tuyệt đối không có khả năng có nhiều thánh nhân như thế có lẽ đã tích lũy vài chục thời đại vấn đề là cho dù là đại đế có thể sống thời gian dài như thế không cho nên bí ẩn này không người hiểu ra trừ phi xuất hiện một vị đại đế mới có thể một mình giết vào trong và tìm hiểu rõ huyền bí lang hàn không nói thêm gì lời nào hắn tiến vào thế giới mai rùa bắt đầu diễn dịch tình cảm cuối cùng trong thất tình sợ hãi hắn rất ít khi gặp chuyện làm hắn sợ hãi cho nên hắn dùng thời gian rất lâu mới tìm được cảm xúc lúc này có mấy cột sáng đánh tới ba lang hàn lập tức rời khỏi mai rùa thế giới sau đó hắn phát hiện mai rùa chính mình bắt đầu chuyển động một đạo hoa văn đang biến hóa, dường như đang giảng giải đạo lý trí cao vô thượng nào đó. Tiểu Thanh Long, Đại Hắc cầu đồng thời tiến tới, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hắn. Đế Kinh, qua thật lâu, bọn họ kêu lớn, thì ra, kỳ thật Đế Kinh vẫn ở trên người của bọn họ nhưng thần vật tự ẩn giấu, nó sẽ không hiển hóa, chỉ tới khi Đế Thi xuất hiện và dùng bảy loại cảm xúc diễn dịch, từ đó Đế Kinh mới xuất thế. Cũng có khả năng, Đế Kinh nằm trong thi thể Đại Đế, mai dù chỉ là một vật dẫn, cần thông qua bảy cửa khảo nghiệm mới có thể thông qua mai rùa hiển hóa xuất hiện. Ân, suy đoán đằng sau càng hợp lý, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, sau đó hắn vội vàng áp chế các loại tạp niệm, toàn bộ tinh thần đều chú ý vào đế kinh. Đế kinh, đây là tâm huyết của đại đế, là tổng kết con đường thành đạo của bản thân, cho nên, tu luyện đế kinh, khả năng thành thánh cao hơn công pháp thánh nhân một mảng lớn. Nhưng mà, hoàn toàn lâm vào trong đế kinh sẽ không có khả năng thành đế. Con đường đã có người đi qua, người chỉ mô phỏng theo, thiên địa sẽ không chiếu cố dạng người mô phỏng kẻ khác. Cho nên, đối với người có hy vọng thành đế mà nói, đế kinh chỉ có thể làm tham khảo. Lăng Hàn sử dụng đế kinh làm thủ đoạn thôi động đế thuật, chỉ là vì tăng cường chiến lực mà thôi. Thu hoạch được đế kinh sẽ bù đắp nhược điểm chiến lực không đủ của hắn. Dòng dã ba ngày sau, Mai Dùa mới diễn dịch toàn bộ đế kinh, sau đó nó bắt đầu diễn dịch thứ hoàn toàn mới. Lần này là đế thuật, thiên lạc thánh hoàng năm đó trấn áp hắc ám, chiến lực được công nhận là ba người mạnh nhất, hắn sáng tạo đế thuật mạnh mẽ cỡ nào. Băng Nguyệt Đao, đây là đệ nhất môn đế thuật, nhưng cũng không phải là đao pháp, đạt tới cảnh giới như đại đế, bọn họ đã không cần bị ngoại vật ảnh hưởng, có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí. Cho nên, Băng Nguyệt Đao là một loại thuật, có thể thông qua quyền thuật, trường pháp để diễn dịch, lúc đánh ra một kích sẽ hóa thành thiên đao chém chết tất cả. Sau Băng Nguyệt Đao, Mai Dùa lại bắt đầu diễn hóa đế kinh một lần nữa. Chỉ có một môn đế thuật, Đại Hắc Cầu cảm thấy không cam lòng. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu là tuyệt chiêu, một môn là đủ. Ha ha, lại so một lúc, ai là người đầu tiên nắm giữ đế kinh? Tiểu Thanh Long lập tức nói, tốt, ba người bọn họ đều ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu đế kinh. Nhưng mà đế kinh thật sự quá khó hiểu, đây chính là con đường thành đạo của đại đế áp xúc thành kinh văn, bọn họ cần phải tìm hiểu thật lâu mới được. mươi 4666, trùng tư bốn cảnh. Đột nhiên Lăng Hàn lại có cảm ngộ, vì cái gì dập khuôn đế kinh không thành được tổ vương bởi vì đế kinh không cách nào hoàn toàn giải thích đại đạo của tổ vương có chút đồ vật huyền diệu không cách gì thông qua ngôn ngữ thậm chí hình thức phù văn nói rõ chỉ có thể do chính mình thể ngộ cho nên đại đế đều là tự tìm hiểu sẽ không có ai nhận dạy dỗ có thể thành đại đế hắn áp chế suy nghĩ như vậy hắn chú tâm tìm hiểu huyền diệu của đế kinh thiên lạc thánh hoàng xuất thân quy tộc theo lý mà nói huyền vũ thuộc thổ hắn càng nên am hiểu đạo tắc hổ hệ trên thực tế thánh hoàng lĩnh hội đạo tắc thủy hệ hơn nữa còn đạt tới đỉnh phong nhưng mà thánh nhân vận dụng đạo tắc đại đế lại dùng đạo tắc nghiền ép cho nên đến cảnh giới đại đế bất cứ đạo tắc gì cũng có thể hạ bút thành văn đạo tắc có gì khác nhau chứ tất cả như trăm sông đổ vào một biển đế kinh là con đường thành đạo của đại đế cũng không phải cảm ngộ lúc đỉnh phong của đại đế lang hàn ngồi bất động như đá hắn ngồi như thế suốt hai tháng hắn không có chút đầu mối nào đế kinh giống như một bản thiên thư hắn thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nó giống như con rùa đen mặc ngươi khí lực lớn hơn nữa cũng không có biện pháp dùng lực. Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, sau đó loại bỏ tất cả tâm tình tiêu cực, hắn sử dụng lục tự minh vương chú thanh lọc tâm thần, hắn bắt đầu lại từ đầu. Lại ba tháng qua đi, Lăng Hàn cũng có một ít lĩnh ngộ, sau đó hắn cảm ngộ không ngừng, cuối cùng hắn đã hoàn toàn nắm giữ đế kinh. Hắn bắt đầu trùng tư từ trúc cơ, lập trí tu luyện bất cứ cảnh giới nào cũng phải đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Một bước này rất nhanh, vẻn vẹn ba ngày sau, hắn đã hoàn thành tu luyện trúc cơ, bước vào chú đỉnh. Lăng Hàn bỏ ra thời gian 9 ngày để tu hành chú đỉnh cảnh, sau đó hắn lại bước vào sinh đan. Lần này hắn dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng, hắn lại đạt đến chân ngã cảnh, hắn lại tốn thời gian một tháng tu đến chân ngã đệ nhất hình đỉnh phong. Lần này, hắn tu hành tất cả cảnh giới tiên đạo của mình theo đế kinh. Ta cảm giác bí lực của mình thiếu đi một nửa, Lăng Hàn cảm ứng một chút, nhưng mà, bí lực của ta càng cô động hơn trước, sức chiến đấu của ta lại mạnh hơn mấy phần. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn không lo sẽ dùng hết bí lực, cho nên, dùng tổng lượng đổi chất lượng, hắn sẽ vui vẻ. Không hổ là đế kinh, Lăng Hàn gật đầu, phải biết trước đó nhưng hắn dùng công pháp thánh cấp rèn luyện bí lực, sau khi sửa tu đế thuật lại có thể tiến bộ nhiều như vậy, nói rõ đại đế không chỉ mạnh hơn thánh nhân một chút. Nhưng mà, đế kinh có tới 8 thiên, cao nhất chính là thánh nhân thiên, nhưng cũng không có đối ứng đại đế thiên. Cũng phải, người dập khuôn theo đế kinh không thể thành đại đế, như vậy, lưu lại đại đế thiên có ý nghĩa gì? Ta lại tu hành băng nguyệt đao, lang hàn lấy ra mai rùa, lúc trước hắn liên tục thôi diễn đế kinh, đã sớm quên băng nguyệt đao là thứ gì, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhìn một chút, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đang đau khổ suy diễn, hiển nhiên hắn đã thắng trong tỉ thí ngộ tính. Mai rùa vận chuyển, nhưng nó vẫn diễn dịch đế kinh, lang hàn lại không thể thúc giục, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, hắn bắt đầu lĩnh ngộ băng nguyệt đao. Đế thuật là một loại vận dụng của đế kinh, cho nên, nắm giữ đế kinh tương đương nắm giữ căn bản, từ đó dễ dàng học được đế thuật. Chỉ 9 ngày sau, Lăng Hàn đã có manh mối. Xoát, hắn vung trưởng như đao, một thanh thiên đao xuất hiện và chém vào nước biển. Banh, một đao kia chém vào biển rộng, biển cả bị xé ra một lỗ thủng lớn giống như đó cũng không phải nước, mà là một khối đậu hũ, hai bên nước biển đóng băng, có thể nhìn thấy đạo tắc rung động. Lực phá hoại thật sự đáng sợ, phải biết, đây chính là thức hải của đại đế. Chỉ trong nháy mắt sau đó, đóng băng tan rã, biển cả bình phục, tất cả khôi phục như thường. Trong nháy mắt tiếp theo, mai rùa phát sáng, một tia sáng bao phủ lăng hàn vào trong. Cảnh này giống như từng quen biết, lăng hàn vội vàng vươn tay, hắn nắm lấy tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu, quả nhiên, xèo, mai rùa dùng tốc độ bay đi cực nhanh, giống như lần trước bọn họ bị mang vào tinh không. a à, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đang lĩnh hội đế kinh, bọn chúng bị tốc độ cực nhanh đánh thức, bọn chúng há to miệng kêu gào thảm thiết. Mẹ nó, lại tới. Xeo, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn họ đã bay ra khỏi thi thể thánh hoàng, cũng đáp xuống tinh thể, sau đó lăng hàn thả tay ra, mai rùa liền bay ra ngoài, một lần nữa bay vào trong thi thể thánh hoàng. Hiu hiu hiu, một bóng người bị ném ra ngoài, đó chính là đế tử lưu lại trong thi thể thánh hoàng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy thi thể thánh hoàng đang thu nhỏ nhanh chóng, nhỏ đến mức mắt thường không thấy được nữa. Chỉ có tôn giả cùng thánh nhân mới có thể nhìn thấy, thi thể thánh hoàng biến thành một người bình thường, trong ngực ôm lấy mai rùa, sau đó toàn thân phát sáng, xèo, không gian phá vỡ, hắn trực tiếp biến mất, sau đó khe nứt không gian khép kín, tất cả khôi phục như bình thường. Lúc này đế uy ngập trời cũng biến mất, Lăng Hàn hiểu ra, Thiên Lạc Thánh Hoàng đã hoàn thành chấp niệm cuối cùng, hắn đã truyền công pháp, thế là hắn cũng chôn mình trong hư không. Oa, à, đám tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu luôn ngửa như điên, mẹ nó lại tới một lần nữa bọn họ ăn không ít đau khổ. Đi mau, Lăng Hàn nắm lấy hai người bọn họ và phát động tinh bộ, hắn đi tới truyền tống trận và rời đi đầu tiên. Uy hiếp của Thánh Hoàng đã biến mất, tin tưởng những đế tử kia khẳng định sẽ gây phiền phức cho hắn. Hiu hiu hiu, bọn họ liên tục xuyên qua mấy cái tinh vực, Lăng Hàn mới ngừng lại. Chuyến này, bọn họ đạt được đế kinh và một môn đế thuật, có thể nói đã kết thúc hoàn mỹ trừ Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu bị nôn hai lần. Tiểu Hàn Tử, bây giờ chúng ta đi đâu? về Phật tộc sao? Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, về Phật tộc xem sao, chúng ta rời đi thật lâu, cũng nên quay về nhận tài nguyên tu luyện. Hi hi, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều cười mờ ám, nếu có một ngày Phật tộc Tây Thiên vực biết rõ thân phận chân thực của bọn họ, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Nhưng mà, chúng ta đạt được tín vật Thánh Hoàng đã bại lộ, quay về Phật tộc có thể bị người ta nhắm vào hay không? Đại Hắc Cẩu lập tức nói, Lăng Hàn gật đầu, không bài trừ khả năng như vậy, dù sao Phật tộc Tây Thiên vực cũng không tính là cường thế cỡ nào, những đế tộc kia dám tạo áp lực. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ đạt được tín vật của Thánh Hoàng mà thôi, có ai nói chúng ta nhất định đạt được đế kinh. Đúng rồi, chúng ta không có đạt được đế kinh, những đế tử kia tới trước chúng ta, ngay cả giáo chủ cũng không có thu hoạch gì, huống chi là chúng ta. Tiểu Thanh Long khoát tay, đi, trở về, bọn họ bắt đầu xuyên thẳng qua tinh không, bỏ ra thời gian gần 2 tháng, cuối cùng cũng quay về vô cấu tinh. Trong thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng liên kết tinh võng chú ý tình thế biến hóa, nhưng tất cả đế tộc đều giữ vững im miệng không nói, cũng không có phát ra tiếng nào. chương 4667, đế tộc mời. Sau khi Lăng Hàn trở lại vô cấu tinh, chuyện thứ nhất chính là đi nhận tài nguyên tu luyện. Thời gian lâu trôi qua như vậy, hắn cũng có cơ sở ổn định, có thể đột phá đệ nhị hình, những tài nguyên tu luyện này vừa vặn có thể trèo trống giúp hắn bước ra một bước. Trở lại trong phòng, Lăng Hàn bắt đầu bế quan, xung kích chân ngã đệ nhị hình đệ nhất hình là tượng đất đệ nhị hình là thạch thai đây là linh hồn một lần lột xác bên người lang hàn đổ đầy tài nguyên tu luyện có đạo thạch cũng có thiên tài địa bảo hắn hít sâu một hơi đạo thạch ảm đạm thiên tài địa bảo cũng mất đi ánh sáng tinh hoa bị hắn hấp thu hơn phân nửa tố thạch thai lang hàn quát một tiếng hủy diệt chân ngã là cái đầu tiên từ tượng gỗ bắt đầu tiến quân thạch thai ông ở đạo tác bao phủ quanh người hắn xây dựng tượng gỗ là một quá trình chỉ cần lấy lạc ấn đạo tác làm xương cốt lấy đan chỉ làm huyết nhục, cũng không giao tiếp với bên ngoài, hiện tại chân ngã cảnh chính là lĩnh hội thiên địa, làm sao có thể vẫn ở trong nội thế giới của bản thân chứ? Cho nên, Tố Thạch Thai nhất định phải dùng thiên địa pháp tắc. Lang Hàn nhắm mắt lại, hai tay không ngừng vận chuyển bắt lấy đạo tắc, cũng biến chúng thành chất dinh dưỡng cho Thạch Thai. Đây là tinh thần thể, lấy đạo tắc làm thức ăn. Sau khi thu đủ đạo tắc, tượng gỗ tỏa sáng và phát sinh lột xác về chất. Nó đang đột phá Thạch Thai, oanh Năng lượng thiên địa rót vào cuồn cuộn như suối, không ngừng ngưng tụ vào trong hủy diệt chân ngã, chạm vào quá trình lột xác. Thời gian 3 ngày qua đi, quá trình này cuối cùng dừng lại, hủy diệt chân ngã đã biến thành thạch thai. Lăng Hàn cảm thấy tiếc hận, đây là đệ nhị hình mới có nhanh chóng như thế, hắn còn có 8 tượng gỗ cần biến thành thạch thai. Đương nhiên, có thiên tài địa bảo cung cấp, quá trình này cũng rút ngắn thời gian rất nhiều. Cho nên, võ giả khát vọng thiên tài địa bảo không gì sánh được, có lượng lớn tài nguyên cung cấp cho dù là con lợn cũng biến thành thiên tài mà không có cho dù là thiên tài cũng không khác gì người thường lăng hàn xuất quan hắn đi vào trong núi kiểm tra thực lực của mình bây giờ vừa mới đột phá thể thuật bí lực đã đạt tới thập ngũ trọng thiên cả hai liên hợp phát lực lực lượng nguyên thủy của ta sẽ đạt tới nhị thập trọng thiên lăng hàn tươi cười hắn chỉ tay điểm ra ông hủy diệt chân ngã trong thức hải lập tức ứng hợp bắt lấy thiên địa đạo tắc hòa vào một kích của hắn bành một ngọn núi bị hắn đánh nát đỉnh núi bị chôn vùi và không còn sót lại chút nào. Đây là năng lượng hủy diệt, Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đến chân ngã đệ nhị hình, tính đặc thù của chân ngã cảnh mới chính thức thể hiện ra ngoài. Hắn tùy ý một kích, chân ngã thạch thai lập tức ứng hợp, bắt lấy thiên địa đạo tác gia trì, còn có năng lượng tầng thứ cao gia tăng chiến lược của bản thân. Chiến lực cực hạn của ta đạt tới cấp độ gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn vận chuyển đế kinh, sau đó lại sử dụng băng nguyệt đao, gia trì năng lượng tầng thứ cao hàn băng, hủy diệt chân ngã cũng bắt lấy đạo tắc tương hợp oanh một quyền của hắn đánh về phía trước thiên đao xuất hiện và bay đi oanh thiên đao chém qua một ngọn núi lớn tạo thành một hẻm núi cực sâu tê lang hàn cũng phải giật mình phải biết núi đá nơi này đều bị phật tộc gia cố qua cho dù không phải nơi trọng yếu của phật tộc nhưng dù sao cũng là vô cấu tinh một kích này uy lực đạt đến tam thập nhất trọng thiên theo lý mà nói cho dù hắn tu đế kinh thì triển đế thuật có thể ra chỉ chiến lực chín trọng thiên như vậy lực lượng nguyên thủy là nhị thập trọng thiên, chiến lực cực hạn chỉ đạt tới nhị thập cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn lại đạt đến tam thập nhất trọng thiên. Đây chính là kết quả hủy diệt chân ngã tham dự. Khó trách, bắt đầu từ chân ngã cảnh, mặc dù lực lượng vô cùng trọng ý, nhưng chiến lực lại giảm xuống rất lớn. Lăng Hàn gật đầu, cho dù hắn không tu thể thuật, chiến lực của hắn sẽ giảm xuống năm trọng thiên, kém xa một môn đế thuật gia trì chiến lực. Hắn trở về, nhưng có một tiểu sa di đang chờ hắn phật tử đại nhân tiểu sa di nhìn thấy hắn thì vội vàng nói trường thiên đại nhân cho mời lăng hàn gật đầu hắn đi gặp thích trường thiên chuyện gì lăng hàn hỏi mặc dù cảnh giới của hắn thấp nhưng địa vị phật tử siêu nhiên gần như chỉ dưới ba vị bồ tát cho nên hắn không cần phải bày ra thái độ vãn bối với thích trường thiên hắn không nghĩ tới đây là quy củ của phật tộc thích trường thiên cũng sẽ không cho phép hắn bày ra tư thái của vãn bối hắc hắc mấy đế tộc cử hành buổi đấu giá mời ngươi đi tham gia Thích trường thiên cười nói, hắn đưa thiếp mời tới. Lăng Hàn tiếp nhận, hắn nói, thủ bút thật lớn, thiếp mời dùng vỏ thánh thụ làm thành, mực viết thiếp mời dùng máu của tôn giả, trên đó có uy áp cường đại, nếu chân ngã cảnh bình thường đột nhiên cầm lấy sẽ quỳ xuống. Hắn nhìn lướt qua, quả nhiên, đây là một tấm thiếp mời, bốn đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội, lưu truyền rộng rãi mời đạo tử, đế tử trong thiên hạ đến tham gia. Hết lần này tới lần khác tổ chức vào thời điểm này, thú vị. Lang Hàn thì thào, hắn đạt được đế kinh không ai thấy nhưng trong nội tâm đám đế tử như lâm hiên đã có hoài nghi sẽ cho rằng hắn đạt được đế kinh dù chỉ là hoài nghi với tầm quan trọng của đế kinh bọn họ cũng nguyện ý thăm dò một chút mặc dù phật tộc tây thiên vực không có phân lượng nặng như đế tộc nhưng dù sao cũng là một chi nhánh của phật tộc tin tưởng các đế tộc khác cũng không dám làm loạn ít nhất phải có lý có cứ mới có thể chất vấn hắn tốt đi xem một chút lang hàn hiện tại cần gấp thiên tài địa bảo gia tăng tu vi nếu đế tộc cử hành đấu giá hội trong đó chắc chắn sẽ có không ít thư tốt hắn thu hồi thiếp mời lại trao thích trường thiên một câu hắn liền trở về chỗ ở tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu muốn tham gia nhưng bọn họ đang thời điểm then chốt lĩnh hội đế kinh lăng hàn không muốn cắt ngang lĩnh ngộ của bọn họ cho nên hắn sẽ đi một mình Đạt là thịnh hội đế tử tham dự phật tộc tây thiên vực cũng xem trọng do long tượng bồ tát đi cùng trực tiếp xé mở không gian mang theo lăng hàn đi tới lưỡng tham tinh lưỡng tham tinh đây là chủ tinh của thất diệu đế tộc đấu giá hội lần này được cử hành tại đây. Lăng Hàn nhanh chóng gặp được người quen, Trình Khánh, đế tử của thiên linh đế tộc, nhưng vị đế tử này không có bảo lưu ký ức trong chân Long Uyên, ánh mắt đảo qua người Lang Hàn rồi rời đi. Cho dù hắn bảo lưu cũng vô dụng, hiện tại hình dáng tướng mạo và linh hồn ba động của Lăng Hàn đã thay đổi, hắn nhận ra được mới là việc lạ. Còn có tỉ muội trì mộng hàm, trì mộng san, ra hỏa nín nhịn như trì đáo, mấu chốt là, hắn còn nhìn thấy thứ quen thuộc nằm trong ngực trì mộng san. Sắc chư, Sắc Trư bị Tiểu La Lị ôm, nó cảm thấy dễ chịu không gì sánh kịp, còn thỉnh thoảng ủi ủi ngực của Tiểu La Lị. May mắn Tiểu La Lị còn chưa phát dục, bằng không chính là quấy rối cực kỳ nghiêm trọng. Khốn kiếp, tại sao Sắc Trư lại ở chỗ này? Chương 4668, Đinh Thụ phát huy. Địa vị của Sắc Trư vô cùng thần bí, nó rõ ràng không có một chút chiến lực nào, hơn nữa còn có các loại thương tổn, thần kỳ đến mức rối tinh rối mù. Gia hỏa này cũng đi theo Lăng Hàn tới Cửu Dương Thánh Địa, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào nó lại đột nhiên biến mất cho tới giờ phút này nó lại bị chỉ mộng san ôm vào trong lòng đây chính là việc làm lăng hàn giật mình đúng lúc này tiểu sắc chưa cũng nhìn lại nó nhìn chăm chú vào lăng hàn sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu ra giống như đang nói tiểu tử cho dù ngươi đổi túi ra mới đại gia vẫn nhận ra ngươi lăng hàn không nghĩ bại lộ thân phận hắn xoay người qua đi lúc xoay người hắn lại gặp một người quen cũ phật tử bắc thiên vực thích thiên vật đương nhiên thân phận chân thật của hắn chính là bá chủ nguyên thế giới khác đinh thụ sau khi nhìn thấy lăng hàn đinh thụ lập tức tươi cười và nói lăng hàn mẹ nó lăng hàn muốn bóp chết hắn có phải ngươi cố ý đúng không nghe được hai chữ lăng hàn người xung quanh lập tức tìm kiếm khắp nơi lăng hàn lăng hàn dám xuất hiện bọn họ không có khả năng tìm ra lăng hàn đinh thụ lập tức bị vô số người nhìn chằm chằm vào sắc mặt mỗi người bất thiện muốn hắn cho một lời giải thích a à, tùy tiện gọi mà thôi, đinh thụ lười biếng nói ra, ngươi không biết ác tặc kia chính là công địch của đế tộc hay sao. Thạch Nguyên Trần lập tức nói ra, hắn suýt nữa bị Lăng Hàn giết chết, tự nhiên hận Lăng Hàn thấu xương. Uy uy uy, ngươi khi nào đại biểu cho đế tộc? Tiểu La Lị Tóc Bạc lập tức phản đối. Chỉ ít, đông lâm đế tộc chúng ta cũng không cho rằng Lăng Hàn là địch nhân, ngược lại hắn là tỷ phu tương lai của ta đấy. Ôi, Tiểu La Lị nhất thời nhanh miệng nên bị chân áp, bị chìm mộng hàm cốc đầu. Chỉ mộng hàm, người không nên cốc đầu ta, sẽ biến thành đần đấy. Tiểu la lị kháng nghị, sau đó hai tay ôm đầu. Tỷ phu ơi, người ở chỗ nào, mau tới thu hung bà nương này đi. Tất cả mọi người im lặng, xem ra tiểu nha đầu này là kẻ hãm hại tỷ tỷ chuyên nghiệp. Ngậm miệng, chỉ mộng hàm đỏ mặt, cũng bắt đầu trấn áp ra hỏa hãm hại tỷ tỷ. Thạch Nguyên Trần đặt lực chú ý lên người đinh thụ. Xin lỗi, ha ha, xin lỗi. Đinh thụ móc móc tay, ngươi là dễ hành gì, T, tất cả mọi người kinh ngạc, lang Hàn kiệt ngạo bất tuần, hắn không tuân theo đế tộc, cho nên hắn lâm vào cảnh lưu vong thiên nhai, ngươi chỉ là Phật tử Bắc Thiên vực nho nhỏ cũng dám dẫm lên vết xe đổ. Phật tộc thật sự trâu bò, không có một đế tộc nào nguyện ý chiêu chọc, nếu chỉ là phân bộ Bắc Thiên vực, có ai đặt trong lòng chứ? Xem ra, Phật tộc Bắc Thiên vực sắp đổi Phật tử mới. Từ Kiệt lạnh lùng nói, không phải ta xem thường các ngươi, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi đinh thụ thật sự to gan lớn mật hắn phất tay nói có năng lực thì tự mình đánh bại lăng hàn dùng thế lực sau lưng đi đè người ha ha việc này chẳng khác gì chỉ vào mặt các đế tử mà chửi nhưng khi đó lăng hàn giống như đại ma vương tâm lý của bọn họ sinh ra bóng ma rất lớn hư ác tặc kia chỉ ỉ vào tu hành thể thuật mới có thể vượt qua trong cảnh giới sinh đan một chút nhưng bây giờ là thời đại của chân ngã cảnh ưu thế thể thuật không còn quan nguyên minh thản nhiên nói trong lời nói tràn ngập xem thường lăng hàn các đế tử đều gật đầu, bọn họ đã bước vào chân ngã cảnh, có thể chủ động vận chuyển đạo tác gia trì chiến lực, hơn nữa đế thuật bắt đầu từ chân ngã cảnh sẽ bộc phát huy năng khác biệt. Nếu gặp lại Lăng Hàn, bọn họ có tự tin sẽ đánh thắng. Đinh thủ cười ha ha, Lăng Hàn bị các ngươi làm lưu lạc thiên nhai, không có khả năng lại xuất hiện, tự nhiên là mặc các ngươi nói thế nào. Thế nào, người còn không phục sao? Thạch Nguyên Trần Điềm Nhiên nói, trong mắt ta, các người đều là rác rưởi mà thôi, làm gì có chuyện phục hay không phục. Đinh Thụ lắc đầu, hắn cười nói với Thạch Nguyên Trần: "Ta chuyên trị các loại không phục, đến đây ta đánh cho ngươi phục. Nếu không phải người này lớn lên không giống Lăng Hàn, cho dù là tướng mạo hay linh hồn ba động, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Lăng Hàn Ngụy Trang, bằng không sẽ có kẻ nào ngu xuẩn vì nói chuyện thay Lăng Hàn đi đắc tội đế tộc." Lăng Hàn cũng kinh ngạc, bởi vì Đinh Thụ biết rõ thân phận của hắn lại còn muốn cướp ra mặt, ra hỏa này muốn làm gì? Thạch Nguyên Trần giận dữ, trong lòng của đế tộc phật tử bốn đại thiên vực căn bản không đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ nhiều lắm chỉ mạnh hơn đạo tử của thánh địa mà thôi hiện tại đinh thụ lại dám khiêu chiến hắn thật sự không biết trời cao đất rộng hắn lạnh lùng nói hắn cất bước đi tới lang hàn quá biết chọc người hiện tại xuất hiện kẻ dám chọc đế tộc đáng giận hơn là người này còn dám khiêu khích mình nếu không giáo huấn đối phương một lần hắn phát tiết giận giữ thế nào đinh thụ vẫn uể oải giống như không có đặt đế tử trong lòng trong mắt của mọi người, bọn họ cho rằng đây là kẻ điên cuồng, Thạch Nguyên Trần chính là đế tử, có ai dám chọc hắn chứ? Người cho rằng chính mình là thế hệ hoàng kim sao? Chỉ có Lăng Hàn biết rõ, đinh Thụ tuyệt đối có thực lực như vậy, hắn không phải thế hệ hoàng kim, nhưng có khả năng còn mạnh hơn cả thế hệ hoàng kim. Vừa rồi đinh thụ cũng tán thành bản thân hắn, bởi vì theo lăng hàn, hắn quá giống đinh thụ. Người lập tức quỳ xuống đất sám hối, thạch nguyên trần lạnh lùng nói, rốt cuộc hắn đã xuất thủ. Oanh, hắn xuất ra một trường như cự trùy màu đỏ nện xuống đầu đinh thụ. Hắn cũng bước vào chân ngã cảnh đệ nhị hình, cự trùy màu đỏ là đạo tắc hình thành, tự nhiên có thể bổ sung năng lượng tầng thứ cao, uy lực cự trùy vô cùng khủng bố. Đinh thụ lắc đầu, nói thầm, quá yếu, banh, hắn xuất ra một trường, thân thể thạch nguyên trần bay ra ngoài. Ngoá, thời điểm hắn nói thầm, tất cả mọi người còn cảm thấy hắn đang trang bức, nhưng nhìn thấy thạch nguyên trần bị một kích đánh bay, lưng của mọi người lạnh lẽo. Trời, đây là quái vật như thế nào? Đường đường đế tử, thế mà bị một kích đánh bay. Là gia hỏa này cảnh giới quá cao. Không không không, tất cả mọi người là lắc đầu, đinh thụ đã đạt tới chân ngã đệ nhị hình. Đây mới là điểm kinh khủng nhất, cùng giai đánh bại đế tử, tê, gia hỏa này mạnh đến mức sôi người. Lăng Hàn, có mấy đế tử đều hô lớn, trừ phi Lăng Hàn, trên đời này làm sao có gia hỏa thứ hai khủng bố như thế. Nhưng cho dù hình dáng tướng mạo hay linh hồn ba động, gia hỏa này khác biệt lăng hàn hơn nữa lăng hàn to gan lớn mật cũng bị đế tộc truy nã còn dám đường hoàng chạy tới đây sao t trên đời này còn có yêu nghiệt có thể sánh ngang với lăng hàn các đế tử buồn bực không gì sánh kịp thật vất vả tiến vào chân ngã cảnh thật vất vả mới đá lăng hàn ra khỏi cục diện hiện tại thế hệ này chính là thiên hạ của đế tử hiện tại chưa qua bao lâu đã có kẻ yêu nghiệt xuất hiện a à, nơi xa thạch nguyên trần giết trở về hắn cực kỳ tức giận bành hắn còn chưa lao tới đã bị một cước đá bay, lang Hàn ra tay rồi, chương 4669, hai yêu nghiệt. Mọi người trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào, tại sao Thạch Nguyên Trần lại bay, hơn nữa không phải bị cùng một người đánh bay, đường đường đế tử, đối phương có thể yếu như vậy sao? Nơi này không chỉ có đế tộc, còn có rất nhiều đạo tử thánh nữ của thánh địa, sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng có suy nghĩ bọn họ nhất định đã gặp đế tử giả. Bằng không tại sao đế tử yếu như thế? hai chữ đế tử chính là vô địch cùng giai nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp đế tử bị cỏ rác tầm thường đánh bay ha ha đây không phải chuyện cười lớn hay sao phật tử tây thiên vực có người nhận ra lăng hàn dù sao lần này lăng hàn được mời tới là vì đế tộc nghĩ muốn đổ vật trên người hắn hoặc có thể nói muốn dò thăm cái gì tự nhiên sẽ chú ý hắn nhiều hơn nghe nói như thế càng nhiều người hét lên kinh ngạc sắc mặt bọn họ cực kỳ cổ quái tình huống như thế nào hai người đánh Thạch Nguyên Trần như cháu trai đều là Phật tộc. Khốn kiếp, là đế tử quá yếu hay Phật tộc sắp nghịch thiên? Thích tín minh, vì sao ngươi xuất thủ? Một tên đế tử quát hỏi, hắn là đào văn bân của Hồng Liên đế tộc. Lang Hàn mỉm cười, Phật tộc bốn vực là một nhà, ra trận đương nhiên huynh đệ binh. Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người càng cổ quái. Đúng vậy, Phật tộc bốn vực đúng là đồng căn đồng nguyên, là người một nhà, nhưng vấn đề là, đinh thụ đã chiếm hết thượng phong, cũng hành hạ Thạch Nguyên Trần Như chơi đùa, còn cần ngươi hỗ trợ hay sao? Ngươi lại dám tham gia việc này, nhưng mà, tình huống Phật tộc là như thế nào, châu bò tận trời, hai tên Phật tử đều có thực lực khủng bố đến nghịch thiên. Nếu nói bọn họ là người tới từ Phật thổ, như vậy còn có thể tiếp nhận, Phật tộc cũng là đế tộc, hơn nữa còn là cấp bậc bá chủ, có trời mới biết nội tình thâm hậu bao nhiêu. Nhưng Phật tộc Bốn Thiên vực có thể châu bò như thế sao? Có người nào tin vào việc này? Bởi vì Phật tộc bốn thiên vực tương đương với thánh địa, nhiều lắm chỉ có vài môn đế thuật, cũng không có đế kinh thôi động, bọn họ không cách nào thôi động toàn bộ uy lực của đế thuật. Lăng Hàn xuất thủ là có suy nghĩ của hắn, hắn chán ghét Thạch Nguyên Trần sao? Đương nhiên là ghét, như vậy, nếu một mình đinh Thụ biểu hiện ra thực lực nghịch thiên, như vậy khẳng định sẽ có người hoài nghi hắn, xem hắn có phải là Lăng Hàn giả trang hay không, dù sao rất ít kẻ nghịch thiên như thế. Nhưng có hai thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, như vậy dĩ nhiên sẽ xóa đi nghi vấn này lăng hàn đang giúp đinh thụ cũng đang giúp chính mình phật tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn lăng hàn thản nhiên nói hắn chiếm cứ điểm cao đạo đức ta xuất thủ là vì bảo trì uy nghiêm phật tộc cũng không phải tư dục đinh thụ cười ha ha hắn tự nhiên biết rõ thân phận lăng hàn hắn cũng biết rõ vì sao lăng hàn làm thế hiện tại lăng hàn biểu hiện quang minh chính đại như thế hắn không nhịn được cười to ngược lại hắn làm người tùy tâm sở dục thạch nguyên trần bò dậy lần nữa khóe miệng của hắn mang theo vết máu tươi vẻ mặt hắn tức giận như sắp ăn thịt người hai lần liên tục hai lần hắn phân biệt bị hai người đánh bại hắn làm sao chịu nổi nếu hắn không đòi lại mặt mũi hắn làm sao có thể lăn lộn trong vòng tròn đế tử các ngươi muốn chết sao hắn lạnh lùng nói oanh bỗng nhiên trong cơ thể của hắn bộc phát khí tức đáng sợ như biến thành thực chất lực lượng này sôi trào đan vào tạo thành quang diễm chói mắt mà thân thể của hắn đang bành trướng cực nhanh hóa thành một cự nhân cao trăm trượng hắn thiêu đốt đế huyết đám người các ngươi thật kỳ quái tại sao có thể có nhiều đế huyết thiêu đốt như vậy đinh thụ lẩm bẩm một câu sau đó nói với lăng hàn ngươi lên hay ta lên tùy tiện lăng hàn giang tay ra hắn không quan tâm chút nào các ngươi không ai trốn thoát thạch nguyên trần giết tới tay trái của hắn tấn công lăng hàn tay phải oanh kích đinh thụ hai tay đánh xuống giống như thiên địa đều sụp đổ như sao băng vô tận rơi xuống như tận thế những sao băng này như mọc con mắt một nửa oanh kích lăng hàn một bên khác đánh về phía đinh thụ. Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn cũng không vội xuất thủ, đinh thụ dáng vẻ lười biếng, hắn còn đưa tay lên tai móc móc. Cái này, các ngươi xem thường Thạch Nguyên Trần hay sao? Đúng vậy, trước đó các ngươi thật sự đánh bại Thạch Nguyên Trần, nhưng bây giờ hắn thiêu đốt đế huyết, tương đương với một vị đại đế lúc còn trẻ. Đại đế sẽ bại khi đánh nhau cùng dai hay sao? Sao băng như mưa to gió lớn tấn công Lăng Hàn cùng đinh thụ? Bành bành bành, tiếng va chạm to lớn không ngừng vang lên, mặt đất như run rẩy, nhưng chúng lại cứng rắn không có sụp đổ. Đây chính là mấu tinh của đế tộc, lúc trước bị tổ vương cường hóa, đừng nói bọn họ, cho dù là thánh nhân khai chiến không tới thời gian trăm năm, bọn họ không cách nào hủy đi tinh thể này. Cho nên, cấp bậc chân ngã cảnh có thể buông tay đánh một trận. Sao băng nện xuống, hai tay của Thạch Nguyên trần dáng xuống như đao chém nứt bầu trời, cho dù lăng hàn cùng đinh thụ kháng qua mưa sao băng, bọn họ cũng sẽ bị một kích này đánh thành thịt nát. Xoát, đúng lúc này, bàn tay của hắn dội ngược trở về, nương theo đó là máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một cự trưởng đánh thẳng lên bầu trời, trong đó còn lạc ấn đầy phù văn Phật tộc. Ngô, Thạch Nguyên Trần kêu lên đau đớn, thân thể hắn ngửa ra phía sau, hắn liên tục lui bước. Hắn hoảng sợ, chẳng những một kích của hắn bị hóa giải dễ dàng, hơn nữa bản thân còn bị đánh lui. Hai đối thủ mạnh đến mức biến thái, đây là đương nhiên, cho dù hắn thiêu đốt đế huyết, Lăng Hàn cùng Đinh Thụ sẽ yếu hơn hắn hay sao? một đấu một còn khó phân ra thắng bại hắn còn muốn một trọi hai hắn không bại mới là việc không có đạo lý thiên hoa quyền gia diệp trưởng mọi người kinh hô hai loại tiên thuật này đều xuất xứ từ phật tộc bị nhận ra cũng không hiếm lạ nhưng hiếm lạ chính là hai môn tiên thuật chỉ có cấp bậc tôn giả t chỉ dùng tiên thuật cấp tôn giả đã có thể đánh bại thạch nguyên trần đang thiêu đốt đế huyết bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ đến tận đây mọi người không còn hoài nghi không phải thạch nguyên trần yếu mà là Lăng Hàn cùng Đinh Thụ quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường, đã có thể khiêu chiến thế hệ Hoàng Kim. Thạch Nguyên Trần đứng vững thân thể, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình thiêu đốt đế huyết còn không thể thủ thắng. Một tát này, hắn không thể đáp trả. Ha ha, tất cả mọi người đều được mời tới, không cần thiết tổn thương hòa khí. Có đế tử xuất hiện hòa giải, đúng vậy đúng vậy, càng nhiều người phụ họa, bọn họ tiến lên khuyên can, Lăng Hàn cũng biết ở nơi này không có khả năng giết Thạch Nguyên Trần, nhưng cũng làm cho hắn mất mặt, mang theo dạng sỉ nhục như thế, cuộc sống sau này của Thạch Nguyên Trần không tốt hơn chút nào. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ cười theo trào lưu, đinh Thụ càng tùy ý, hơn nữa hắn vừa rồi trào phúng đế tử là rác rưởi, bây giờ còn không có việc gì, cũng chứng tỏ hắn thắng lợi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chân rời đi. Trường 4670, ra thần thú, Lăng Hàn cùng đinh thụ rời đi, nhưng bọn họ vẫn lưu lại rung động, việc vừa rồi len men và truyền bá nhanh kinh người. Thì ra trên đời còn nhiều yêu nghiệt như thế, lang hàn quá nổi danh, cho dù hắn chạy đi góc xó xỉnh nào đó nhưng tu vi của hắn đã đạt tới cấp bậc thế hệ hoàng kim. Đế tộc cũng chấn kinh, đáng tiếc, hai người này đều là người Phật tộc, căn bản không có khả năng mời chào, từ đó làm bọn họ than thở. Mặc dù Phật tộc bốn thiên vực không mạnh, dù sao cũng là chi nhánh của Phật tộc, thích hợp chèn ép thì được nhưng ngang nhiên diệt trừ truyền nhân đỉnh cấp nhà bọn họ, chỉ sợ Phật thổ ở ngoài tam thập tam thiên cũng sẽ tức giận. Nước trong Phật tộc quá sâu, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào thăm dò ra thực lực chân chính của Phật tộc, ví dụ có bao nhiêu thánh nhân. Ghê tởm, chẳng lẽ nhìn bọn chúng chiếm hết danh tiếng hay sao? Có đế tử không cam lòng, đánh nhau cùng cấp, có lẽ không có người nào áp chế bọn họ. Có lẽ Kim Tam, chỉ mộng hàm có sức đánh một trận, nhưng cũng khó có phần thắng. Chỉ có thể bị áp chế cảnh giới. Các đế tử đế nữ trao đổi thời gian ngắn ngủi, sắc mặt bọn họ ảm đạm, bọn họ có danh xưng vô địch cùng giai, bây giờ lại chỉ có thể ngưỡng vọng hai người đồng lứa, trong nội tâm bọn họ cực kỳ khó chịu. May mắn, chỉ ít Lăng Hàn và Đinh Thụ xem như đế tử, không có làm đế tử cảm thấy hổ thẹn. Trọng điểm lần này là đấu giá hội, sau khi bọn họ giải tán, lại bắt đầu quan tâm tới việc bán đấu giá. Vật phẩm đấu giá không thích hợp cho võ giả hóa linh cảnh trở xuống, nhưng ngẫu nhiên sẽ có bảo vật cấp bậc tôn giả xuất hiện, bị rất nhiều tôn giả cướp đoạt, cũng hét lên cái giá trên trời. Nhưng bảo vật cấp bậc như vậy không thể dùng đạo thạch thanh toán, căn bản đều là lấy vật đổi vật, xem người bán đấu giá cần cái gì, hoặc là đại dược, hoặc là công pháp bí thuật, hoặc là tiên kim đỉnh cấp. Đấu giá hội sẽ kéo dài 10 ngày, mỗi ngày sẽ có bảo vật áp trục xuất hiện có chút thậm chí còn làm lăng hàn đỏ mắt, đáng tiếc, hắn không có khả năng tranh đến qua tôn giả. Hắn lấy ra đan dược tiến hành đấu giá, với thực lực đan đạo của hắn, tự nhiên luyện ra rất nhiều đan dược vô cùng chân quý, từ đó dẫn phát tranh đoạt. Nhất là mấy đan dược cấp tôn giả càng bị mua với giá trên trời, từ đó làm lăng hàn kiếm được đầy bồn đầy bát. Không sai, loại đấu giá hội này không có nhiều, bởi vì đế tộc đều không liên kết tinh võng, lăng hàn cũng tránh được sơ hở mình không có tài khoản. Lúc này đã qua 9 ngày, đấu giá tiến vào ngày cuối cùng. Mặc dù mấy ngày trước đều có bảo vật áp trục xuất hiện, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bán đấu giá đồ vật hôm nay khẳng định sẽ quý hơn nhiều, sẽ là áp trục trong áp trục. Lang Hàn cũng có rất nhiều tiền trong tay, hắn chờ lấy ra hào phóng một lần. Quả nhiên, vừa xuất hiện là bảo dược cấp tôn giả, có thể giúp tôn giả kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Tôn giả trên lý luận có thể sống 10 vạn năm, 3.000 năm chỉ tương đương với 3 .000 .000 năm của phàm nhân, cho nên nó vô cùng chân quý. Trên thực tế, bảo vật này cũng có thể áp dụng với võ giả chân ngã cảnh, sinh đan cảnh, có thể tăng sức sống của võ giả, võ đạo cũng sẽ có tinh tiến. Có tôn giả tham dự, đặc biệt là những tôn giả đã sắp tiếp cận thọ nguyên khô cạn, có ai dám tranh với bọn họ. Tranh bảo vật này là tranh mạng của bọn họ, bởi vậy, những người đồng lứa nhưng trẻ tuổi sẽ bỏ qua, mặc cho mấy tôn giả tuổi già tranh đỏ mặt tía tai. Tề bất mẫn, người chỉ hơn 8 vạn tuổi, cách cái chết còn rất xa, vì sao phải tranh với lão phu. Phi, lão phu lúc còn trẻ chịu ám thương, mấy năm gần đây thiên nhân giao cảm, ta phát hiện đại nạn sắp tới, người bảo dưỡng rất tốt, hiện chỉ mới 9 vạn tuổi, chỉ ít còn có thể sống mấy ngàn năm, tranh với lão phu cái rắm. Tất cả các ngươi cầm miệng, nhìn xem các ngươi, từng kẻ khí huyết sôi trào, lão phu đã khí huyết suy bại, thọ nguyên không đủ trăm năm. Hừ, ai không phải thọ nguyên không nhiều, không có gì để nói nhiều, người ra giá cao thắng. Lúc này, những tôn giả kia cũng không biết xấu hổ, trước mặt tính mạng sắp trôi qua, giao tình gì cũng là giả dối, từng người tăng giá hung ác, ngược lại đều là người sắp chết, cần bảo vật làm cái gì. Cuối cùng, đại dược bị hải linh tôn giả lấy được, hắn chẳng những lấy ra một kiện bảo khí cấp tôn giả, còn tăng thêm thật nhiều đạo thạch, cũng hứa hẹn xuất thủ thay người bán ba lần. Thời điểm đại dược tới tay, hải linh tôn giả không nói hai lời trực tiếp nuốt vào bụng, chỉ thấy sinh mệnh tinh khí của hắn tăng lên rất lớn, các tôn giả khác đều hâm mộ. Nhưng đại dược bị ăn sạch, bọn họ chỉ có thể chờ đợi bảo dược kéo dài tính mạng kế tiếp xuất hiện. Đáng tiếc là, loại bảo dược này quá hiếm có, nếu không phải dược hiệu không đủ, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài 2-3 năm tuổi thọ cho thánh nhân, bằng không sẽ có thánh nhân tham gia vào, tất cả tôn giả đều phải đứng sang bên cạnh. Cướp mạng với thánh nhân, đại dược chính là bùa đòi mạng. Bản thân Lăng Hàn không có hứng thú với đại dược này, nhưng hắn cũng rất muốn ra tay, bởi vì cửu sơn tôn giả còn lại thọ nguyên không nhiều. Ta phải tìm cơ hội quay về cửu dương thánh địa, truyền thụ đế kinh cho lão gia tử và loạn tinh các nàng. Hắn không ngừng thì thào, nếu có đế kinh trợ giúp, lão gia tử có thể tiến thêm một bước, phá tôn thành thánh sao? Nếu như cửu sơn thành thánh, thọ nguyên gia tăng 90 vạn năm, tương đương với nhiều thọ nguyên của 9 tôn giả, hơn nữa, cũng có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố của Lăng Hàn. Thánh nhân, đây là tồn tại tới cả đế tộc cũng phải kiêng kỵ. Đúng vậy, đế binh có thể oanh sát thánh nhân, có thánh nhân nào đần độn đứng tại chỗ ngạnh kháng đế binh? Nếu một thánh nhân không đếm xỉa mặt mũi của mình, cho dù là đế tộc cũng phải đau đầu, chỉ có thể ở trong mai rùa đế tộc. Chiến thần cung là chứng cứ rõ ràng, Sát thánh của bọn họ hoàn toàn không biết xấu hổ, trốn ở trong tối phục kích, mặc kệ là thánh nhân hay là tôn giả, thậm chí trúc cơ cảnh, cứ giết là được, cho nên, cho dù là đế tộc cũng không muốn chọc địch nhân như thế. Đạo lý giống nhau, cường giả không không còn nỗi lo về sau hoặc mặt mũi, đế tộc cũng không chịu đựng nổi. Tiếp theo, đây là một tấm gia thú. Sau khi bán đấu giá vài món, đấu giá sư phất phất tay, lúc này có thị nữ mang khay gấm tới, phía trên có một tấm gia thú tối đen như mực, không nhìn thấy rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Trong nháy mắt, trái tim lăng hàn đập mạnh, hủy diệt linh đồ, nhất định là nó, cảm giác quen thuộc và không trọn vẹn. Đấu giá sư cũng là một tôn giả, nếu không, hắn căn bản không chấn áp được tràng diện, hắn mỉm cười. Trải qua tộc ta giám định, đây là tấm gia thú truyền từ thời viễn cổ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời điểm thiên địa sơ khai, thuộc về thần thú cổ xưa nhất. Câu này làm mọi người hứng thú, nhưng lịch sử phù văn trên gia thú này cũng cổ xưa như thế trải qua tộc ta cẩn thận giám định, đại khái nó có lịch sử một ngàn vạn năm, sẽ có chút sai sót, nhưng nhiều chỉ sai sót một hai trăm vạn năm. Đấu giá sư tiếp tục nói, chương 4671, trao đổi, một ngàn vạn năm trước, mọi người không thể lật xem lịch sử thời điểm đó, nhưng mà không ít người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Không sai, đây là lịch sử đứt gãy. Đấu giá sư gật đầu, theo như truyền thuyết, thời đại đó có đại đế tọa chấn, nhưng cũng có hắc ám triều dâng, từ đó dẫn phát tai nạn to lớn, thậm chí Bắc Thiên Vực. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người đều biết Bắc Thiên Vực bị thương khí vận từ khi đó, dẫn đến cấp độ võ đạo chỉnh thể của một thiên vực giảm mạnh, từ đó vẫn đứng cuối trong bốn đại thiên vực. Có thể làm cho một thiên vực ảnh hưởng lớn như thế, hơn nữa kéo dài nhiều năm như vậy, đại sự năm đó lớn cỡ nào. Có đại năng liên tục nghiên cứu tư liệu lịch sử, thậm chí còn có người đi ngược dòng tìm hiểu thời gian, cho đến nay, việc này chính là câu đố lớn. Như vậy, tấm gia thú này có thể vạch trần lịch sử giai đoạn đó. Lăng Hàn lại biết rõ, tuyệt đối không có khả năng là sử ký, mà là góc thứ năm của vị diệt linh đồ. Lão Phu sẽ nói rõ, gia thú này xuất xứ từ thần thú, nhưng thần tính tinh hoa trong đó đã sớm bị luyện hóa, muốn luyện hóa nó thành pháp khí là việc không thể nào. Đấu giá sư cười nói, lời này làm cho các tôn giả thất vọng, bọn họ rất muốn xuất thủ thu gia thú và luyện thành pháp khí, hoặc lĩnh ngộ thiên đạo trong đó, bởi vì thần thú trời sinh gần với đạo nhất. Nhưng thần tính tinh hoa đã mất, thứ này có thể làm được cái gì? hiện tại gia thú có đặc tính rất kiên cố nếu như đắp lên người lợi khí khó thương đấu giá sư nói các tôn giả lắc đầu đến cảnh giới như bọn họ chưa tôn giả bảo khí có thể gia tăng chiến lực xuất thủ đều là thiên địa đạo tắc cần gì dùng lợi khí chém lên người cho nên công hiệu của gia thú gần như bằng không tốt lang hàn khen hay trong lòng hắn hy vọng đấu giá sư giảm bớt giá trị của gia thú càng nhiều càng tốt như thế cũng không cần lo lắng bị những tôn giả kia tranh đoạt nhưng mà dù nói thế nào, đây cũng là gia thần thú, hơn nữa, phù văn huyền diệu không gì sánh được, nói không chừng ẩn chứa bí mật kinh thiên nào đó. Đấu giá sư cũng lượn quanh về vị trí cũ, không thể nói khuyết điểm thêm nữa. Nhưng nơi này có rất nhiều tôn giả đế tộc, nếu cố ý không nói khuyết điểm, vậy sau này sẽ dẫn phiền toái lớn. "Tốt rồi, giá khởi đầu 100 vạn đạo thạch." Đấu giá sư nói, 100 vạn đạo thạch là con số không nhỏ, nhưng dùng mua gia thần thú cũng không thiệt thòi. "100 vạn" có tên tôn giả nói, hắn cười một tiếng, sau đó nói: "Mua cất giữ cũng được, dù sao cũng là gia thần thú." Các tôn giả cũng cười theo, nhưng cũng không có người đấu giá, gia thần thú không có thần tính tinh hoa, trừ nhìn thì nó có công dụng gì chứ? "A à đúng rồi, làm gia thú cho cháu trai, dùng để hộ thân." "Khốn kiếp, nó có khác gì thế tử phù chứ, còn cần 100 vạn đạo thạch." Người thấy tôn giả tiện tay là có thể thu hoạch rất nhiều đạo thạch sao?" "110 vạn" Có người mở miệng tăng giá, không phải Lăng Hàn, là Đinh Thụ, Lăng Hàn rung động, tại sao hắn lại quên ra hỏa này chứ? Người khác nhìn không ra gia thú chân quý, nhưng Đinh Thụ tu luyện năng lượng hủy diệt, hắn làm sao không biết thứ này. Tên tôn giả nghe có người tăng giá thì sướng sờ, không nghĩ tới lại có tiểu bối cạnh tranh với mình, hắn nghĩ nghĩ lại bật cười một tiếng, cũng chỉ đùa giỡn, không cần thiết chấp nhặt với tiểu bối. Hắn không có mở miệng từ bỏ cạnh tranh, 110 vạn, còn có ai tăng giá không? đấu giá sư nhìn đám người, có chút không vừa ý, dù sao cũng là gia thần thú. 120 vạn, lang Hàn mở miệng, 130 vạn, không cần đấu giá sư chọc vào, đinh thụ lập tức tăng giá, hắn nhất định phải đạt được. 140 vạn, 150 vạn, lang Hàn mở một lần miệng, đinh thụ lại tăng giá, hắn hùng hổ dọa người. A, à, là ai đã nói Phật tộc bốn vực là người một nhà, tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau. Tất cả mọi người đang xem trò hay, không nghĩ tới gia thần thú bị hai tiểu bối Phật tử Phật tộc tranh đoạt dữ dội nhất. a à, đây thật sự là bảo vật hay sao, tại sao lại tranh đoạt dữ dội như thế? Thế nhưng mà đại năng đế tộc không có nhìn ra mánh khóe, nếu không, làm sao có thể lấy ra đấu giá? Từ điểm đó mà nói, dường như không có giá trị cạnh tranh. 290 vạn, Thạch Nguyên Trần mở miệng, hắn biến thành người cạnh tranh thứ ba. Tình huống như thế nào? Mọi người sững sờ, sau đó hiểu rõ. Thạch Nguyên chuẩn bị lăng hàn cùng Đinh Thụ đánh thảm bại, mất hết thể diện, hắn không thể đòi lại thể diện ở phương diện thực lực, cho nên hắn muốn buồn nôn hai người. 300 vạn, Đinh Thụ không để ý. 350 vạn, Thạch Nguyên Trần bắt đầu tăng giá trên diện rộng. 400 vạn, Đinh Thụ lập tức theo vào, cũng không cho Lăng Hàn cơ hội mở miệng. 450 vạn, Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn cần gì tranh với Đinh Thụ chứ? Hắn đã tu bốn góc hủy diệt linh đồ, trong đó hai góc dùng để trao đổi với đinh thụ trao đổi, một cái khác lấy ra trao đổi, cho nên hắn còn có hai góc linh đồ để trao đổi. Bởi vậy, nhưng góc linh đồ này cho đinh thụ thì như thế nào, hắn hoàn toàn có thể đổi lấy là được. Như thế cả hai cùng có lợi, tốt, lăng hàn không lên tiếng nữa, vạn nhất đinh thụ đoạt không qua thạch nguyên trần, hắn đấu giá cũng không muộn. Thạch nguyên trần tăng giá thêm mấy giá, sau khi đẩy giá ra thần thú lên 600 vạn đạo thạch thì hắn không dám chơi tiếp. Sợ đinh thụ đột nhiên nhượng bộ, khi đó hắn sẽ ăn sạch ra thú. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2, 600 vạn lần 3, thành giao, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, 600 vạn, miễn cưỡng đạt tới số lượng hắn muốn. Sau đó bảo vật khác được đưa lên đài, nhưng Lăng Hàn không có hứng thú, đây chẳng qua là tiên thuật mà thôi, hắn không thiếu thứ này, trừ phi cho hắn đế kinh, bằng không chỉ là đế thuật cũng khó gây nên hứng thú của hắn. Dù sao, hắn đạt được không ít đế thuật, đã sớm đầy đủ đế kinh càng nhiều càng tốt, đây là đại đạo của đại đế, ý nghĩa tham khảo cực lớn, chỉ tiếc, đế kinh là căn bản của đế tộc, có ai mang ra đấu giá. Ai, chỉ có thể tìm kiếm đại đế như thiên lạc thánh hoàng. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, lần này đấu giá hội này kết thúc mỹ mãn, Lăng Hàn lập tức đi tìm đinh thụ. Trên người người quả nhiên không chỉ có một góc linh đồ. Không đợi Lăng Hàn mở miệng, đinh thụ đã nói ra trước. Bằng không Lăng Hàn sẽ không dễ dàng từ bỏ tranh đoạt như vậy, hiện tại khẳng định sẽ đến trao đổi lang hàn mỉm cười Người thông minh như vậy cũng không cần ta nhiều lời trao đổi đi ta còn không có học đinh thủ cường điệu nói không sao phần của ta ngươi cũng không có học lang hàn cười nói xong đổi trở về không giống sao ngươi nói có đạo lý ta không cần phản bác đinh thủ thở dài hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào a à, không phải linh đồ này là hắn mua sao tại sao là lang hàn học trước hắn cũng không cự tuyệt trao đổi linh đồ với Lăng Hàn, bởi vậy hắn gật đầu. chương 4672, dội nước bẩn. Lăng Hàn cầm góc hủy diệt linh đồ thứ năm hắn bắt đầu tu luyện. Xe nhẹ đường quen, qua một ngày sau, hắn đã hoàn thành tu luyện. Đến lúc này, hắn đã có thể thôi diễn rõ ràng, hủy diệt linh đồ có tất cả 9 phần. Hắn đã có 5 phần, chỉ còn thiếu 4 phần, bởi vì đang ở lưỡng tham tinh. Lăng Hàn không có đi thí nghiệm năng lượng hủy diệt mới có uy lực thế nào, trực tiếp đi tìm đinh thụ, đổi về hủy diệt linh đồ ban đầu. Kỳ thật không đổi, hắn khẳng định càng chiếm ưu thế, tương đương với không có một tấm hủy diệt linh đồ, nhưng đây không phải cách làm người của Lăng Hàn. Đinh thụ cũng cảm thán một chút, nói, mặc dù ngày sau nhất định thành đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không ảnh hưởng quan hệ cá nhân chúng ta đúng hay không. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, được, đinh thụ vươn tay, hắn bắt tay Lăng Hàn, cả hai nhìn nhau cười một tiếng. Lăng Hàn trở lại trong phòng, hắn nhìn thấy có khách nhân, đây là một thanh niên khí tức khiếp người, nhìn hắn khoảng 24-25 tuổi, thân mang trang phục võ sĩ màu lam, mũi cao mắt tinh, anh Tuấn tới cực hạn. Hắn có mái tóc đen nhưng nhìn kỹ, mỗi một cây tóc đều phát sáng, còn có từng phú văn chìm nổi. Gia hỏa thật đáng sợ, Lăng Hàn tiến hành phán đoán trước tiên, đó là cao thủ chân ngã cảnh, nhưng đạt đến đệ tứ hình, thực lực tạm thời không biết được. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Lâm Vân. Thanh niên này mỉm cười, Lâm Vân, đế tử hỏa vân đế tộc, Bài vị thứ hai, thứ nhất đương nhiên là Lâm Hiên, thế hệ Hoàng Kim, nhưng mặc dù Lâm Vân không bằng Lâm Hiên nhưng lại mạnh hơn Lâm Lãng thế hệ này rất nhiều, có thể xưng là bạch ngân đời thứ nhất. Lang Hàn không có ấn tượng gì tốt với Lâm gia, nhưng hắn hiện tại là thích tín minh, không cừu không oán với hỏa vân đế tộc, đương nhiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biểu hiện ra địch ý. Người tốt, Lăng Hàn gật đầu, khốn kiếp, không nói gì, Lâm Vân hơi xấu hổ. Ta tốt xấu gì cũng là tiền bối của ngươi, hiện tại quanh co đến đây lại không nghe ngươi mời vào phòng, cũng không đưa lên một ly trà, ngươi có ý gì? Thật sự là cuồng, hắn bình phục tâm tình, lại nói, ta muốn biết, ngươi có đạt được truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng hay không? Tới, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn biết đế tộc khẳng định mời hắn không chỉ vì đấu giá hội, mà là nhớ mãi không quên truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng. Dù sao hắn chỉ là Phật tử, hơn nữa cũng không xác định hắn có đạt được thánh hoàng truyền thừa hay không, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này điều tra nếu không nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp bắt người và lục soát thần thức có thì như thế nào không có thì như thế nào hắn thản nhiên nói có liên quan tới lâm huynh sao hắn biểu lộ ra định ý rõ ràng bởi vì việc này dính vào việc riêng của hắn hắn có lý do bất mãn lâm vân cười ha ha hắn phát tay và nói ngươi không cần khẩn trương ta không hề ác ý ngươi nói cái giá đi chỉ cần chịu nhường ra đế kinh lâm gia ta có thể truyền thụ cho người ba môn đế thuật đế thuật thứ này quá mê người dù lăng hàn là phật tử tây thiên vực có thể nghĩ muốn lấy được một môn đế thuật cũng muôn vàn khó khăn ba môn đế thuật đủ làm một đạo tử mưu phản thánh địa lăng hàn cũng không thèm để ý đế thuật chỉ là đế kinh diễn hóa có thể đánh đồng với đế kinh sao hơn nữa hắn còn thiếu đế thuật sao cho không hắn không ngại học một chút nhưng muốn dùng đế kinh trao đổi thật sự là buồn cười lăng hàn mỉm cười lâm huynh cho rằng ta chiếm tiện nghi trong lần giao dịch này sao đó là đương nhiên lâm vân ngạo nghễ gật đầu được lăng hàn cười nói lời này làm lâm vân vui mừng hắn nói câu tiếp theo làm lâm vân suýt tức điên ta cho lâm huynh ba môn đế thuật lâm huynh cho ta xem đế kinh lâm gia người nói cái quái gì thế đế kinh lâm gia chân quý cỡ nào đó là căn bản của lâm gia cho dù trong lâm gia người có thể học được không nhiều cho dù là hắn hắn chỉ có thể xem đế kinh cảnh giới đối ứng với mình hơn nữa còn bị thánh nhân trong gia tộc hạ cấm chế trong thức hải, bất kỳ ngoại lực gì muốn đi chạm vào ký ức liên quan tới đế kinh, thức hải của hắn sẽ nổ tung. hư người quá mức, hắn lập tức nói, lang hàn khoát tay, thật kỳ quái, người cho ta ba môn đế thuật đến trao đổi đế kinh là ta chiếm tiện nghi, ta cho người ba môn đế thuật để xem đế kinh lâm ra là ta quá mức. Là người ngu xuẩn hay ta ngu xuẩn, lâm vân giận dữ, người dám nhục mạ ta, thích tín minh, người không nên không biết tốt xấu, hắn điềm nhiên nói lăng hàn lắc đầu thật sự thú vị ta cũng không có đạt được thánh hoàng truyền thừa những thế hệ hoàng kim các ngươi đều đi tới trước mặt ta muốn lấy được thánh hoàng truyền thừa cũng vì các ngươi là đế tộc việc này có quan hệ gì với ta lâm vân lạnh lùng nhìn lăng hàn qua một lúc hắn nói nếu ngươi nhất định khư khư cố chấp tốt tự gánh lấy hậu quả hắn nghênh ngang rời đi lăng hàn cười một tiếng cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không giao ra đế kinh tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp đắc tội đế tộc thì như thế nào hắn cũng không phải chưa đắc tội qua, cùng lắm thì đổi một thân phận khác. Chỉ qua một lúc sau, lại có người tìm đến Lăng Hàn. Đó là đế tử của thiên linh đế tộc, nhưng cũng không phải là Trình Khánh. Hắn vô cùng khách khí, cũng bảo Lăng Hàn ra giá, chỉ cần chịu giao ra thánh hoàng truyền thừa, chuyện gì cũng dễ nói. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt làm, nói, thật sự xấu hổ, vừa rồi ta đã đạt thành ước định với Lâm gia cầm rất nhiều chỗ tốt của bọn họ, đã giao tất cả chiếm được trong thi thể thánh hoàng cho bọn họ. Tên đế từ kia gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được, hắn quay người rời đi, hiển nhiên cũng bẩm báo việc này cho đại lão trong tộc, việc này rất lớn. Lại qua một hồi, nhà đế tộc thứ ba tới, lần này tới chính là đế nữ, lớn lên đẹp như tiên nữ, nhưng thực lực cũng mạnh đến mức kinh người, thuộc về bạch ngân đời thứ nhất, còn cao hơn đám người bách lý xa một bối phận, nhưng từ tuổi tác mà nói, nàng chỉ khoảng 50 tuổi. Từ võ giả mà nói, đặc biệt là cảnh giới cao, đừng nói 50 năm, chính là 100 năm cũng chỉ bằng một đốt ngón tay, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là thế hệ Hoàng Kim, Bạch Ngân hay thế hệ như Bách Lý Sa, kỳ thật đều là người cùng một thế hệ. Nhưng mà thế hệ Hoàng Kim quá mức yêu nghiệt, từ đó phân chia ra, bởi vậy mới có thế hệ Hoàng Kim, Bạch Ngân. Mặc dù là đế nữ tới, ý đồ lại giống nhau, đều muốn Lăng Hàn chia sẻ đế kinh. Lăng Hàn dội cho Lâm ra một chậu nước bẩn, tự nhiên không ngại lại dội thêm lần nữa, lợi dụng lý do tương tự thoái thác đã đạt thành giao dịch với Lâm ra, chiếm được cái gì cũng đã nộp ra, không lưu mảy may. Hai nhà, ba nhà, rất nhanh, tất cả đế tộc đều biết, lâm gia nhanh chân đến trước, đạt được thánh hoàng truyền thừa. Kỳ thật các đế tộc cũng không ngại chia sẻ bộ đế kinh này, ngược lại chỉ dùng để tham khảo, chỉ cần đế kinh gia tộc không truyền ra ngoài là được, nhưng lâm gia ngươi lại độc chiếm. Khó mà làm được, trong lúc nhất thời, lâm gia biến thành bia cho người ta ngắm. Trường 4673, bức bách, người của lâm gia giải thích thế nào cũng vô dụng, dính đến đế kinh bất kỳ người nào thà rằng tin là có không muốn tin là không cuối cùng tôn giả lâm gia đều tự mình ra mặt muốn lăng hàn bàn giao trước mặt mọi người lăng hàn đứng dậy cười nói thật xấu hổ ta chỉ nói đùa với mọi người thôi ta không có thu hoạch gì trong thi thể thánh hoàng mẹ nó chỉ đùa một chút hỏa vân đế tộc bị chọc giận gần chết người làm lâm gia sứt đầu mẻ chán một câu chỉ đùa một chút là không có quan hệ nhưng bọn họ thì phải làm thế nào đây Mặc dù Lăng Hàn chỉ hại bọn họ một lúc, bọn họ cảm thấy rất bực mình, nói là vui đùa, Lâm ra không bởi vậy mà bị tổn thất gì, chẳng lẽ còn muốn đánh chết Lăng Hàn hay sao? Đừng tưởng rằng phật tộc Tây Thiên vực thì không phải là phật tộc, dù sao Lăng Hàn còn có danh hiệu Phật tử, bọn họ khinh người quá đáng chính là không đặt phật tộc vào mắt. Cái nồi này, không có đế tộc nào muốn cõng, lại thêm long tượng Bồ Tát ra mặt, cũng thay Lăng Hàn xin lỗi các đế tộc, thái độ ra mặt che chở rất rõ ràng, Lâm gia còn có thể thế nào? cứ như vậy một hồi nháo kịch biến mất trong vô hình nhưng khi lăng hàn muốn theo long tượng bồ tát rời đi một khách không mời tới bái phỏng lăng hàn nói là khách không mời bởi vì hắn không có đạt được lăng hàn cho phép đã xông vào lâm hiên tộc nhân xuất sắc nhất của hỏa vân đế tộc thiên phú võ đạo mạnh nhất lịch sử thành viên thế hệ hoàng kim cho ngươi một cơ hội cuối cùng giao ra đế kinh lâm hiên nói thần sắc ôn hòa nhưng phối hợp đạo tác long phượng đan vào nhau trên người hắn dưới chân còn có dị tượng linh tuyền từ đó lại tạo thành một loại cảm giác áp bách lớn lao. Không đợi Lăng Hàn mở miệng, hắn tiếp tục nói, ta chú định thành đế, đối địch với ta là hành động không khôn ngoan. Ta tiện tay có thể gạt bỏ ngươi, hơn nữa, nhiều lắm chỉ mấy ngày sau, ta thậm chí sẽ không nhớ kỹ tên của ngươi. Thiên phú võ đạo của ngươi không tệ, trong mắt ta chỉ là sâu kiến, không đáng nhắc tới. Ngươi duy nhất giá trị chính là giao ra Gia đế kinh, chờ ngày sau ta thành đế, ta sẽ nhớ chút tình này, cũng đủ cho ngươi hoành hành thiên hạ không người dám động. Hơn nữa, đế kinh chỉ có giá trị tham khảo mà thôi, cho dù không có cũng không thể ngăn cản ta thành đạo. Cho nên, làm địch nhân của ta, hay là nhận tình nghĩa của ta, ngươi là người thông minh sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Lâm Hiên đứng ngạo nghễ trước mặt Lăng Hàn, hắn giống như đế vương bố thí Lăng Hàn. Lăng Hàn giận dữ, ra hỏa này quá máu chó. Ha ha, thế hệ hoàng kim không tầm thường sao? Hắn lộ ra nụ cười xem thường, chỉ sinh sớm hơn chúng ta trăm năm, nếu cho mọi người thời gian tu luyện tương đương, ta một tay cũng có thể đánh bại ngươi, ngươi có tin hay không? Lâm Hiên không hề tức giận, ngươi lừa người dối mình cũng không có ý nghĩa gì, cũng hoàn toàn không có khả năng chọc giận ta. Ta đã sớm nói qua, ngươi chỉ là sâu kiến trên đất, mà ta là chân long trên chín tầng trời. Ngươi cảm thấy chân long sẽ tức giận vì con kiến dương nanh ngúa với nó hay sao? Không xứng, ngươi không xứng. Hắn nói rất đương nhiên, giống như đang trần thuật một sự thật. Đúng thế, hắn có tư cách tự ngạo như thế thế hệ hoàng kim mỗi người đều có thể so sánh với đại đế năm đó hơn nữa hắn còn cao hơn lăng hàn hai đại cảnh giới đây là nghiền ép việt đôi cách biệt một trời một vực lăng hàn không nói gì thêm hắn chỉ nở nụ cười nhạt tất cả dùng tương lai nói chuyện hắn hiện tại không sánh bằng lâm hiên nhưng tranh lệch giữa hai người sẽ không ngừng thu nhỏ cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ treo lên đánh hỗn đản này chờ xem đi đế kinh lâm hiên quát lớn Ông, thức hải của Lăng Hàn như nổ tung. Thân thể Lăng Hàn không ngừng run lên, thất khiếu của hắn có máu tươi tuôn ra. Lâm Hiên quá mạnh, tu vi cấp giáo chủ, đã có tư cách gọi là đại năng, dạng này cường giả chỉ cần nhẹ nhàng vừa quát, liền đủ để đem chân ngã cảnh đều là đánh chết. Lăng Hàn thân hình thẳng tắp như cây lao, thực lực của hắn xác thực không bằng, nhưng ở ý chí lên cũng không yếu mảy may. Hư, chống cự vô nghĩa, Lâm Hiên cười lạnh, oanh, hắn căn bản không cần xuất thủ, thần niệm như núi hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Dù là Lăng Hàn có thể phách kinh người, nhưng thần niệm cấp giáo chủ áp bách như vậy, mỗi khối xương cốt đang run rẩy. Lâm Hiên còn chưa sử dụng toàn lực, nếu không một ý niệm trong đầu cũng có thể giết chết Lăng Hàn. Quỳ xuống cho ta, Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi không phải cuồng sao, ta sẽ làm ngươi mất hết thể diện, lưu lại sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Đế tử Hiên, ngươi quá mức, Long tượng Bồ Tát lên tiếng, hắn đi cùng Lăng Hàn đến đây, vốn có ý hộ đạo, hắn làm sao có thể ngồi nhìn. Lâm Hiên hơi sướng sờ, hắn lại không để ý chút nào. Thì ra là Long Tượng Bồ Tát, ngươi có thể đi, Long Tượng Bồ Tát thản nhiên nói, nếu như ta nói không, Lâm Hiên cười nói, hắn cũng không cần sợ tôn giả. Long Tượng Bồ Tát tức giận, ngươi là đế tử không sai, thế hệ Hoàng Kim rất châu bò, nhưng bản thân ta là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả tam tinh, tranh lệch tới một đại cảnh giới, ngươi có tư cách gì cuồng với ta. Không nên ép bản tôn xuất thủ, hắn nói, mặc dù ngữ khí xem như bình thản nhưng theo lửa giận không nhỏ. Lâm Hiên lúc này mới cười một tiếng, chỉ đùa một chút, tôn giả có lệnh, tại hạ sao dám không tuân. Hắn phất phất tay, quay người rời đi, Lăng hàn nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bị lửa giận bao phủ. Lâm Hiên dám không kiêng nể gì như thế, hắn cũng chỉ ủy vào bản thân xuất thân từ đế tộc, bản thân lại là giáo chủ, cho nên, hắn có thể tùy ý dẫm lên Lăng hàn, cũng không có đặt long tượng Bồ Tát vào mắt. Tốt, tốt tốt lăng hàn hít sâu một hơi hắn biến tức giận thành động lực đợi hắn thành tựu giáo chủ chính là ngày lâm hiên mất mạng hiện tại hắn cần phải nhịn cơn tức này cách một ngày sau đó long tượng bồ tát mang theo lăng hàn quay về vô cấu tinh tin tức đã truyền đi tiểu thanh long và đại hắc cẩu chưa xuất quan bao nhiêu ngày đã sơ bộ nắm giữ đế kinh bắt đầu trùng tu cảnh giới việc này sẽ không mất bao nhiêu thời gian sau đó lăng hàn mừng rỡ quyết định sẽ quay về cửu dương thánh địa một chuyến hắn làm bộ bế quan, sau đó tự mình xây dựng truyền tống trận, hắn trực tiếp rời khỏi vô cấu tinh, sau đó cải biến hình dáng tướng mạo quay về cửu dương tinh mà đi. Hai tháng sau, hắn đã trở lại cửu dương thánh địa. Hắn đầu tiên liên hệ với nữ hoàng, bảo nữ hoàng dẫn hắn vào thánh địa, sau đó lại tìm được cửu sơn tôn giả, thô sơ giản lược nói những gì hắn trải qua, sau đó hắn giao đế kinh ra. Chuyện này rất khó, bởi vì đế kinh là thôi diễn thiên địa đại đạo, không có cách gì dùng văn tự và bức họa, Lăng Hàn chỉ có thể sử dụng hình thức phù văn phác họa ra, diễn dịch nó biến hóa. Còn tốt, dù sao lão gia tử cũng là tôn giả, cho nên hắn không cho rằng đây là thiên thư. Nhưng hắn bỏ ra thời gian 3 tháng, suốt cuộc Cửu Sơn tôn giả mới ghi nhớ đế kinh, cũng không biết bao lâu mới có thể lĩnh ngộ xong. Nhiệm vụ dạy cho nữ hoàng cùng hổ nữ được giao cho Cửu Sơn tôn giả, Lăng Hàn trở lại vô cấu tinh, nhưng hắn là Phật tử, hắn không thể mất tích quá lâu. Chương 4674, lão hắc bị thương đối với đệ tử như lăng hàn cửu sơn tôn giả rất thưởng thức vừa cảm kích kỳ thật có không ít đệ tử được hắn thưởng thức chỉ cần thiên phú tốt là được lăng hàn không đòi hỏi cái gì hắn còn hồi báo gấp nhiều lần ví dụ như hắn đạt được tinh thạch đặc thù tại biển máu trong đó ẩn chứa một tia đạo tắc của đại đế lăng hàn không chút do so dự cho hắn mặc dù không có thể giúp hắn bước vào thánh nhân cảnh hắn cũng từ tôn giả thất tinh xông lên cửu tinh hiện tại có một bộ đế kinh đế kinh đây là khái niệm gì ai có được đế kinh người đó có thể sáng tạo chuẩn đế tộc, chỉ thua kém đế tộc một kiện đế binh mà thôi. Chỉ cần có thời gian, nói không chừng Lăng Hàn có thể tìm được đế binh năm đó của Thiên Lạc Thánh Hoàng, chỉ cần tu đế kinh, còn sợ không thể nắm giữ đế binh đối ứng hay sao. Nhưng đế kinh chân quý như thế, Lăng Hàn không chút do so dự cho hắn, còn không ngại xa xôi ức vạn dặm bốc lên nguy hiểm bị đế tộc phát hiện tìm tới đây. Ngươi nói cửu sơn tôn giả có thể không cảm động hay sao? Nếu như nói, trước đó chỉ thuần túy thưởng thức thiên phú của Lăng Hàn, vậy bây giờ tình cảm giữa hai người không khác gì sư đồ và phụ tử hào hai tử cửu sơn tôn giả không nói cảm tạ chỉ vỗ vai lăng hàn và nói một câu như vậy lăng hàn cũng chỉ cười một tiếng ngay sau đó hắn lên đường rời đi hắn không bảo cửu sơn tôn giả đưa đi có lẽ đế tộc phái cường giả giám thị lão gia tử từ đó sẽ bại lộ hành tung của hắn bởi vậy hai tháng sau lăng hàn quay trở lại vô cấu tinh trên tinh võng hiện tại đang thảo luận hắn và đinh thụ rất nóng bỏng hai đại Phật tử quá châu bò, đế tử Thạch Nguyên chuẩn bị đánh bại trong một kích, cho dù hắn thiêu đốt đế huyết cũng không địch lại, điều này nói rõ cái gì. Đế tử thế hệ này quá yếu, bị đinh nhị dẫm dưới chân, muốn ngăn cản những người này, trong đánh nhau cùng cấp với bọn họ chỉ có thế hệ hoàng kim mà thôi. Không không không, các người quá khuyết đại thực lực của thích tín minh và thích thiên vận, bọn họ rất mạnh nhưng tuyệt không phải đối thủ của thế hệ hoàng kim. Đúng đấy, không nói trước võ đạo giới không có công bằng, dưới tình huống tranh lệch hai đại cảnh giới, bọn họ có dùng cả đời cũng khó đuổi kịp cảnh giới của thế hệ hoàng kim. Đúng vậy, vô cùng có khả năng, chờ bọn họ bước vào thánh nhân thì tranh đấu giữa thế hệ hoàng kim đã kết thúc, có tân đế sinh ra. Ở trên con đường thành đế, thiên phú trọng yếu, thời gian cũng quan trọng, cách nhau 100 năm, tranh lệch sẽ lớn cỡ nào. Hắc hắc, đừng nói thế hệ hoàng kim, chỉ thế hệ bạch ngân cũng đủ quét ngang bọn chúng rồi. Ha ha, nhưng cũng có thật nhiều người không coi trọng lăng hàn cùng đinh thụ, cho rằng thế hệ Hoàng Kim đã sớm trở thành giáo chủ, có người cũng thành hóa linh cảnh, cho nên mới làm cho Lăng Hàn cùng Đinh Thụ biến thành vô địch mà thôi. Hiện tại có một âm thanh vang lên, hy vọng thế hệ Bạch Ngân đi thử chất lượng của Lăng Hàn cùng Đinh Thụ, nói không chừng sẽ đâm thủng hào quang như bọt biển của hai người kia. Không có biện pháp, mặc dù Lăng Hàn cùng Đinh Thụ cũng là Phật tử, lại không phải người của Phật thổ, trong lòng của người đời, ấn tượng đế tử vô địch cùng dai không gì phá nổi. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý, hắn chỉ chuyên tâm tăng tu vi chính mình, hắn không ngừng xúc tiến tượng gỗ biến thành thạch hai, hắn vừa kiêm tu thể thuật, muốn tranh thủ hoàn thành thiên long đế quyết chân ngã thiên. Trong tinh không xuất hiện vài chuyện lớn, có thiên tài đột nhiên quật khởi, cũng có thiên tài thành danh thật lâu ảm đạm vẫn lạc, đây là thời đại dung chuyển, chân long uyên mở càng nói rõ thiên địa đã chuẩn bị nghênh đón một vị tân đế. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương, mà vị tổ vương này cũng thống trị tinh không trong thời gian cực dài, cho nên, đối với thiên tài thời đại này mà nói, đây là hy vọng duy nhất. Dẫn lời một câu nói, đây là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Nửa năm qua đi, Lăng Hàn chỉ tố thành một thạch thai, trong tình huống có rất nhiều tài nguyên của Phật tộc nện vào, bằng không thời gian sẽ kéo dài gấp 10 lần. Cảnh giới càng cao, tiến cảnh càng gian nan, đây là thiết luật. Dù hắn là Phật tử, tất cả tài nguyên mở rộng cung ứng cho hắn, nhưng cho dù Phật tộc có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cũng bị hắn tiêu hao hết. Lăng Hàn đã một tháng không nhận được tài nguyên tu luyện, không phải Phật tộc trở mặt với hắn, mà là không còn. Thật sự cho rằng thiên tài địa bảo là thứ cúi đầu có thể nhặt hay sao? Phật tộc Tây Thiên vực có dược tinh của mình, nhưng tiên dược có thể thu hoạch sớm nhất cũng mất thời gian 4 năm, trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào tài nguyên. Lăng Hàn nhìn lượng lớn đạo thạch trong không gian pháp khí, hắn có suy nghĩ phóng túng. Cất giữ một đống đạo thạch không cần, chẳng phải hắn đang lãng phí hay sao? Hắn cũng không phải thần giữ của, hơn nữa chỉ có tăng thực lực mới có thể có càng nhiều đạo thạch đây là đạo lý rất đơn giản hắn lặng lẽ rời đi ngược lại hiện tại trận pháp đã đại thành muốn đi tinh thể khác quá đơn giản sau đó mua sắm liên tiếp khí hắn lên tinh võng và tìm kiếm hắn xem có đấu giá hội cỡ lớn và di tích thánh nhân mở ra hay không trong tinh không hiện tại cũng thái bình không xảy ra chuyện gì lớn nên càng làm lang hàn buồn bực phóng túng mấy ngày lang hàn về tới vô cấu tinh tiểu hàn tử đến chiến Tiểu Thanh Long chạy tới nói ra, hiện tại nó đã tu luyện đế kinh, cho nên có phương diện không kém gì Lăng Hàn, cho nên liên tục tìm Lăng Hàn luận bàn, nhất định phải tìm chính danh cho thân phận hậu duệ chân long vô địch. Đáng tiếc, đối mặt Lăng Hàn, nó không chiếm được lợi ích gì, cho dù là hắn càng am hiểu lĩnh vực thể thuật, Lăng Hàn cũng mạnh hơn nó một chút, phương diện khác không cần so. Bành bành bành, sau khi đánh một trận, Tiểu Thanh Long nằm úp mặt xuống đất. Bại hoàn toàn, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tiểu Thanh Long bắt đầu hoài nghi Long Sinh, nó là hậu duệ chân Long, nó tu hành hai bộ đế kinh, chẳng phải nó đã vô địch hay sao? Tại sao đánh không lại Lăng Hàn? Không có việc gì, người còn nhiều thời gian, từ từ suy nghĩ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của nó, cũng thuận tiện bỏ đá xuống giếng. Tiểu Thanh Long dựng ngón giữa với hắn, ân, có thể làm ra động tác như vậy, nói rõ nó bị đả kích không lớn, lần sau có thể hành hạ hung ác một chút. Hai người quay trở về, còn chưa tới cửa thần miếu đã thấy có tăng nhân áo trắng ngồi trên bậc thang hắn cạo đầu chọc cái đầu hắn đang tỏa sáng các ngươi trở lại rồi một giọng nói vang lên trong giọng nói tràn ngập hận ý a à, người này là bành còn không chờ lăng hàn cùng tiểu thanh long mở miệng lúc này một bóng người bay tới sau đó nặng nề ngã trên đất cho bụi bay lên cao lão hắc lăng hàn và tiểu thanh long đồng thời kêu lên kẻ bị ném tới chính là đại hắc cẩu nó biến thành hình người đầy thương thích hiển nhiên đã trọng thương hôn mê. Trong nháy mắt, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long tức giận ngập trời. chương 4675, Thích Diệt, Thích Vĩnh Vân, Lăng Hàn nhìn lên bậc thang, chỗ đó có người trẻ tuổi đang đứng, hắn dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống. Thích Vĩnh Vân, đến từ Phật Thổ Tam Thập Tam Thiên, trước đó muốn cạnh tranh vị trí Phật Tử Tây Thiên Vực, kết quả lại bị Lăng Hàn đánh bại, từ đó hắn mang hận ý rời đi, hiện tại đã ngốc đầu trở lại. Nhưng Lăng Hàn cũng không tin tưởng Thích Vĩnh Vân có thể đánh bại Đại Hắc Cẩu, đại hắc cầu tu hành hai môn đế thuật nên có thể trấn áp đa số đế tử, tuyệt đối không phải thích vĩnh vân có thể ngang hàng. Cho nên Lăng Hàn nhìn tăng nhân áo trắng ngồi trước mặt. Là ngươi hạ thủ, hắn thản nhiên nói, chính là tiểu tăng, tăng nhân áo trắng vốn nhắm mắt, nghe Lăng Hàn hỏi, hắn mới mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt ôn nhuận như ngọc, có một loại lực lượng vô danh, từ đó làm cho người ta cảm thấy an tâm. Phật tộc, am hiểu nhất chính là khống chế linh hồn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ý chí của hắn kiên định như sắt, huống hồ còn tu thành lục tự minh vương chú, làm sao có thể chịu ảnh hưởng. Hắn bóp bóp nắm tay, tạp tạp tạp, khớp xương vang rền. Chẳng cần biết ngươi là ai, làm tổn thương bằng hữu của ta, ngươi chỉ có đánh một trận với ta. Tăng nhân áo trắng niệm Phật, tiểu tăng thích diệt, chuyên tới để thỉnh giáo. Oanh, hắn vươn người đứng dậy, khí thức bắt đầu sôi trào. Ngay từ đầu, mặc dù hắn ngồi đó giống như không tồn tại, không tiết ra một chút khí thức nào, hiện tại hắn đứng lên, khí thức bắt đầu bạo phát rất mạnh ông, sau đầu hắn xuất hiện Phật Quang, cũng không có màu vàng như người khác, mà là đen như mực, Phật Quang sau đầu không phải bình thường, mà là một con rắn màu đen đang xoay tròn. Mẹ nó, đây thật là Phật tộc sao, tại sao âm trầm như thế? Đầu chọc, ra đến chiến với ngươi, tiểu thanh long lao lên trước, lúc trước nó đánh với náo với đại hắc cẩu nhưng quan hệ thực tế lại khá tốt. Không biết mùi vị, thích diệt xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, hướng về tiểu thanh long đánh qua. Bành, tiểu thanh long đón đỡ, có thể vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Chiến lược chênh lệch quá xa, oa, wow, tiểu thanh long phun ra một ngụm máu tươi, thể phách của hắn mặc dù. Thiên địa đạo tắc cường đại và năng lượng tầng thứ cao bộc phát, cho nên, thể phách của hắn không cách nào gánh vác được. Còn tốt, chuyện này chỉ có thể nói là vết thương nhẹ. Lăng hàn cao mày, hắn tương đối hiểu thực lực của tiểu thanh long, nếu như dùng tới đế thuật, chiến lực cực hạn đạt tới nhị thập thất trọng thiên, nhưng thích diệt, Chiến lực một quyền vừa rồi đã tới tam thập nhất trọng thiên, hơn nữa đối phương còn không sử dụng đế thuật. Ta đến, thấy Tiểu Thanh Long còn muốn lao tới, Lăng Hàn đưa tay đè xuống. Tiểu Thanh Long tức giận không thôi, nhưng rốt cuộc nó đã tỉnh tháo, lúc này nói với Lăng Hàn: "Cẩn thận, gia hỏa này là chân ngã đệ tứ hình, hơn nữa là thiên tài cao cấp nhất." Chân ngã đệ tứ hình bình thường, lực lượng nguyên thủy đạt tới thập nhị trọng thiên, hơn nữa nếu nắm giữ đế thuật, thánh thuật, chiến lược chống đỡ thập ngũ trọng thiên thích diệt đến từ Phật thổ, đương nhiên hắn không có khả năng yếu như thế. Lăng Hàn gật đầu, đi về phía trước ra ngoài, đến từ tam thập tam thiên Phật thổ thì có thể lấy lớn hiếp nhỏ, muốn làm gì thì làm sao. Câu nói này hắn không chỉ nói với thích diệt cùng thích vĩnh vân, còn nói cả Phật tộc Tây Thiên Vực. Ba người bọn họ đều là Phật tử, chuẩn Phật tử, chuẩn xác có thể nói là Phật tử, nhưng hiện tại bọn họ bị đánh ngay trước cửa nhà mình, đại hắc cầu còn bị trọng thương, chuyện này là sao? nếu như không phải cao tầng phật tộc tây thiên vực bỏ mặc thích diệt cùng thích vĩnh vân dám làm như thế sao điểm ấy để lăng hàn càng phẫn nộ ha 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 thích vĩnh vân cười to ngớ ngẩn người biết hai chữ phật thổ ý vị như thế nào không tốt lắm ta ví dụ cho người biết ở nhân gian người từ đế đô đi xuống địa phương bọn họ đều là quan lớn hơn một cấp hơn nữa người biết diệt ca là ai chăng tổ phụ diệt ca chính là thái huyền phật đà phật đà chính là thánh nhân hậu đại trực hệ thánh nhân đế tộc rất châu bò, khó trách huyền vân ba Bồ Tát đều không có ra mặt, bởi vì bọn họ làm sao chọc Phật Đà. Đương nhiên Bồ Tát phải nghe Phật Đà, mà phân bộ Tây Thiên vực phải nghe theo Phật Thổ. Thích tín minh, tạm nhịn một hơi, bỏ qua chuyện này đi. Đúng lúc này, Lăng Hàn nghe thấy vân thủ Bồ Tát dùng thần thức truyền âm. Nói thế nào thì hắn cũng là đại năng tôn giả, hắn nhắm mắt lại là phát hiện mọi việc, làm gì có chuyện hắn không biết chứ. Nhưng các Bồ Tát lại không ngăn cản, nhất định nhúng tay vào lúc này đây không phải rõ ràng muốn cho thích diệt cùng thích vĩnh vân quát tháo sao nhịn hắn nhịn một hơi này uổng công đại hắc cầu chịu đựng trận đòn này hay sao hơn nữa lần này thích vĩnh vân trở về báo thù cho dù hắn nhịn thì đối phương bỏ qua ý đồ hay sao đúng vậy ở dưới tầm mắt của ba bồ tát hắn tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng nhiều nhất chỉ bị nhục nhã một trận đối với lang hàn mà nói hết lần này tới lần khác lại không thể khoan dung hắn có thể bại có thể thua nhưng hắn tuyệt đối không thỏa hiệp. Đây là tín niệm của hắn, nếu tín niệm sụp đổ, còn nói gì thành thánh làm tổ. Đột nhiên Lăng Hàn cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Thế đạo bất công, vậy đánh dẹp nó, hắn thét dài một tiếng sau đó tấn công thích diệt. Phô chi, thích diệt hư lạnh một tiếng, hắn vươn tay trái ấn một cái. Ông, một bàn tay to lớn không cách nào hình dung xuất hiện, cũng vỗ mạnh vào thân thể Lăng Hàn. Cút, Lăng Hàn quát, băng nguyệt đao chém ra. Hóa thành một thiên đao băng lãnh chém về phía bàn tay màu đen. Bành, một đao chém nứt bàn tay, giống như phá tan hắc ám, quang minh tái hiện. A, à, Thích Diệt kinh ngạc, ta đánh giá thấp ngươi. Một kích vừa rồi hắn chỉ vận dụng thánh thuật, nhưng chiến lực của hắn vẫn cao tới tam thập nhất trọng thiên, không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn phá hết. Không việc gì, hắn là người từ Phật thổ, càng có Phật đà làm chỗ dựa. Oanh, hắn lại đánh ra một quyền, Phật uy đáng sợ không gì sánh bằng bộc phát làm cho người ta không tự chủ muốn quỳ xuống sám hối tội lỗi thiên đao bị đánh vỡ vụn nhưng một đòn này lại ép lăng hàn vận dụng thân pháp tránh khỏi sau một kích này lăng hàn thật sự hiểu rõ thực lực của mình lực lượng nguyên thủy của hắn khoảng nhị thập ngũ trọng thiên dùng tới thánh thuật sẽ là tam thập nhất trọng thiên đế thuật sẽ là tam thập tứ trọng thiên nói thật thích diệt cũng không tính ưu tú như thế nào lực lượng nguyên thủy còn không bằng đạo tử của thánh địa nhưng hắn vẫn cao hơn lăng hàn năm trọng thiên không có biện pháp người ta là chân ngã để tứ hình đỉnh phong tiểu cảnh giới cao hơn hai cấp độ là cao hơn rất nhiều nhưng mà thời điểm lăng hàn vận dụng toàn lực hắn tin tưởng sẽ đánh bại thích diệt không khó thậm chí chém giết cũng không có vấn đề nhưng hắn có thể phát huy toàn lực hay sao nơi này có ba tên bồ tát tọa chấn, hắn chỉ cần sử dụng nguyễn cảnh hắc mang hay gọc đi ba trọng thiên chiến lực của thích diệt tin tưởng huyền vân bồ tát sẽ nhận ra thân phận chân thật của hắn tôn giả xuất thủ hắn chỉ có một con đường chết chương 4676 trở mặt, cho nên, Lăng Hàn có cố kỵ rất sâu, tất cả kỹ năng làm lộ thân phận đều không thể vận dụng, muốn dựa vào khả năng hiện tại muốn thắng thích diệt thì quá khó khăn. Oanh, thích diệt cũng sẽ không khách khí với hắn, sau một kích lấy được ưu thế, hắn lập tức triển khai cường công. Oanh, 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 thế công của hắn rất mạnh, muốn dùng thời gian ngắn nhất chân áp Lăng Hàn. Diệt ca, tốt, thích vĩnh vân không ngừng kêu lên, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại ghen ghét và xem thường thích diệt. Nếu như hắn đạt được công pháp và tài nguyên tu luyện giống thích diệt, đừng nói hiện tại đã sớm bước vào hóa linh cảnh, cho dù là chân ngã đệ tứ hình, chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn đối phương ba trọng thiên. Hừ, nếu không phải có một Phật đà là tổ phụ, người tính là cái gì? Thân thể lăng hàn trơn trượt như cá, hắn luôn có thể chạy ra khỏi công kích của thích diệt dễ dàng. Đối sách của hắn rất đơn giản, thích diệt vận dụng đế thuật thì chiến lực cực hạn là tam thập tứ trọng thiên, một khi sử dụng thánh thuật thì chỉ sánh ngang lăng hàn, có ai liên tục thi triển đế thuật hay không? cho nên lăng hàn cần làm chính là tiêu tốn đế thuật của thích diệt. đến lúc đó liền sẽ khởi sướng cường thế phản kích. hắn sẽ dùng bí lực vô tận đánh thích diệt phải khóc thét lên. oanh oanh oanh. vì ép thích diệt bảo trì công kích cường độ cao, chỉ cần công kích của đối phương hơi thả lỏng, lăng hàn sẽ phát động cường thế phản kích. từ đó thích diệt căn bản không dám thả lỏng, hắn liên tục vận dụng đế thuật. như thế dần dần hắn cũng phát hiện không thích hợp. tại sao hắn không thể làm gì lăng hàn? Tiếp tục như vậy, lực lượng của hắn sẽ tiêu hao qua lớn, hắn không cách nào vận chuyển đế thuật. Nhìn từ mặt ngoài thì hắn chiếm hết thượng phong đấm ra một quyền sẽ mang theo mây mù ngập trời, trật tự thần liên đen như mực xuyên thẳng qua tầng mây, từ đó sẽ có lực phá hoại vô biên. Lăng Hàn không ngừng lắc lư, hắn không để trật tự thần liên chạm vào mình, mặc người công kích mạnh hơn thì như thế nào. Thích diệt xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hắn tấn công tiểu thanh long cùng đại hắc cầu. Khốn kiếp, Lăng Hàn thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng thả người chặn đường. bành lần này hắn không cách nào trốn tránh công kích của thích diệt, hắn phải trọi cứng với đối phương một lần. oa lăng hàn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. trên thực tế hắn đã cưỡng ép bản thân phun máu tươi, hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích, cho dù đế thuật lăng lệ lực sát thương khủng bố cũng không đến mức đánh hắn thổ huyết. năng lực hóa giải công kích thuộc về lăng hàn, đương nhiên hắn không thể lộ ra ngoài. thích diệt cũng chiếm được thế thượng phong chân thật hắn cười lạnh và nói. Nghe nói người đạt được thiên lạc thánh hoàng truyền thừa, trong nháy mắt, Lăng Hàn đã hiểu rồi, khó trách thích diệt lại tới đây, cũng không chỉ vì ra mặt thay thích vĩnh vân, mục đích thực sự là vì thánh hoàng truyền thừa, ra mặt chỉ là một lý do. Vì sao ba tên Bồ Tát không có xuất thủ? Hiển nhiên, ba vị này cũng có ý tưởng với thánh hoàng truyền thừa, bởi vì do thân phận hạn chế, bọn họ không tốt yêu cầu Lăng Hàn, cho nên, đối với bọn họ mà nói đây cũng là một cơ hội, chỉ cần Lăng Hàn giao ra thánh hoàng truyền thừa, ba người bọn họ sẽ ngồi nhìn hay sao? Tốt, rất tốt, trong nháy mắt Lăng Hàn đã nghĩ thông suốt, hắn đã sinh ra sát ý. Trong thời gian ngắn, hắn không chiếm được tài nguyên tu luyện trong phật tộc là vì ba tên Bồ Tát đang làm khó hắn, không giao ra thánh hoàng truyền thừa sẽ không cho hắn tài nguyên tu luyện. Đã như vậy, vậy thì vạch mặt đi, Lăng Hàn đã sinh ra ý rời đi, hắn không thể ở lại nơi này được nữa, hắn cũng không tính rời đi đơn giản như vậy hắn dùng thần thức truyền âm nói với tiểu thanh long nói cho nó biết quyết định của mình cũng bảo đối phương chuẩn bị sẵn sàng mẹ nó còn chơi như vậy sao tiểu thanh long nhổ nước bọt nhưng nó vẫn ôm lấy đại hắc cẩu tùy thời chuẩn bị chạy trốn thích tín minh ngươi cho rằng chính mình thật sự là phật tử hay sao thích diệt cười lạnh nói sai sai lầm lớn đặc biệt lớn phật tử chỉ có một hắn đang ở trong tam thập tam thiên phật thổ hơn nữa ta cho ngươi biết trước mặt phật tử chân chính người không tính là cái gì cả. Oanh, hắn vừa đả kích Lăng Hàn vừa điên cuồng tấn công, Lăng Hàn giống to, chiêu chiêu ngạnh kháng thích diệt, giống như hắn tức giận mất đi lý trí. Đừng không phục, trước mặt thế hệ Hoàng Kim, người chỉ là cặn bã. Thích diệt không ngừng công kích Lăng Hàn, Lăng Hàn nghênh tiếp, ông, sát khí xung kích phát động, mặc dù thích diệt có tổ phụ là Phật Đà nhưng hắn không phải là Phật tử, hắn không có bảo vật bảo hộ cho nên chúng chiêu. Hắn còn chưa kịp ôm đầu kêu thảm thiết, Lăng Hàn đã đánh tới, trong nháy mắt gọt đi chiến lược ba trọng thiên sau đó lăng hàn vận dụng băng nguyệt đao thiên đao phối hợp với hỗn độn thần lôi đánh ra ngoài bị hiệu quả mặt trái ảnh hưởng chiến lược của thích diệt giảm đến mức nào soát thiên đao chém qua thích diệt bị chém thành hai nửa hàn băng đáng sợ đông cứng hai mảnh thân thể của hắn bành ngay sau đó hắn biến thành vô số mảnh vụn ông ánh sáng bao phủ giống như thời gian nghịch chuyển thích diệt lại sống lại thế tử phù bành, hỗn độn thần lôi lại đánh tới Đầu của Thích Diệt nổ tung. Lại chết một lần, nhưng tổ phụ của hắn chính là thánh nhân, cho dù hắn không phải Phật tử, thế tử phù của hắn không phải chi vận dụng một lần, hắn sống lại một lần nữa. Lúc này, ba Bồ Tát đã khôi phục tinh thần và hiện thân. Bọn họ không ngờ rằng, Lăng Hàn Lâm vào hạ phong lại đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã giết Thích Diệt, hơn nữa còn là hai lần. May mắn Thích Diệt có thế tử phù, không thì bọn họ không biết nên bàn giao với Thái Huyền Phật đà thế nào dừng tay, bọn họ cùng nhau quát, ta đang chờ các ngươi. lang Hàn không chút do dự vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, oanh, thiên đạo hỏa sôi trào và quét qua ba tên Bồ Tát. Không được, lúc này, sắc mặt ba tên Bồ Tát thay đổi, đây là hỏa diễm ẩn chứa đạo tắc cao nhất, ngay cả thánh nhân cũng bị thiêu chết. Trong tình thế cấp bách, phán đoán của bọn họ hơi phạm sai lầm, thiên đạo hỏa đã pha loáng, cho nên không thể đốt chết thánh nhân nhưng đủ trọng thương hoặc giết tôn giả. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng vì cứu thích diệt, bọn họ xông lên phía trước bọn họ dám trốn hay sao xé mở không gian cũng không kịp oanh thiên đạo hỏa bao phủ ba tên bồ tát lang hàn không thèm nhìn hắn nhìn chằm chằm vào thích diệt nội tâm thích diệt lạnh lẽo lạnh từ đầu đến chân mặt ngoài mà nhìn thì hắn chết hai lần nhưng trên thực tế hắn không có chết lần nào đều là hiệu quả của thế tử phù nhưng nghịch chuyển sinh tử là việc nghịch thiên cho dù là thánh nhân cũng không thể nào làm được cho nên hắn nhìn thấy mình chết hai lần mặc dù hai lần đều là thế tử phù diễn hóa. Hiện tại, ba tên tôn giả bị nhốt, tên sát tinh này lại nhìn chằm chằm vào mình. Ai tới cứu hắn, chương 4677, Phật Đà xuất thủ. Thích diệt run lẩy bẩy, mặc dù chiến lực của hắn còn trên lăng hàn nhưng hắn không có chút chiến ý nào. Hắn đã chết hai lần, hắn vẫn chưa ra khỏi bóng ma tâm lý, huống hồ ngay cả tôn giả cũng bị nhốt, bọn họ còn kêu la thảm thiết, việc này càng nội tâm hắn e sợ. Hắn làm sao chiến thắng ma quỷ như thế? Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, hắn lại giết sang, sát khí xung kích bộc phát, thích diệt căn bản không có cách tổ chức chống cự hữu hiệu, hắn nện thiết quyền mang theo đạo tắc, có uy năng như thiên địa sơ khai. Bành, thích diệt lại bị oanh sát một lần nữa, hắn lại sống lại, sắc mặt hắn tái nhợt tới cực hạn, bởi vì hắn biết rõ, thế tử phù chỉ có công dụng ba lần. Lại bị giết, hắn sẽ chết thật sự, đừng có giết ta, có chuyện gì cứ từ từ nói. Hắn sợ hãi nói ra, Lăng Hàn sẽ không quan tâm. Hắn xuất chiêu lần nữa, Thích Diệt bị đánh giết lần nữa, lần này hắn không thể phục sinh sống lại. A, à, chết rồi, Lăng Hàn đã làm tốt sẽ dùng liên chiêu, không nghĩ tới Thích Diệt lại chết. Hắn vẫy tay, cũng thu lấy pháp khí không gian trên người Thích Diệt, sau đó lập tức ném ra ngoài trận cơ, trong nháy mắt tạo thành truyền tống trận vượt tinh vực. Đi, hắn nắm lấy Tiểu Thanh Long, Tiểu Thanh Long lại ôm lấy Đại Hắc Cẩu, trận pháp lập tức vận chuyển, một vệt ánh sáng quét qua, bọn họ biến mất trong nháy mắt. Đúng lúc này Oanh, một luồng khí thức kinh khủng bộc phát, chỉ thấy một bàn tay to lớn xuất hiện trong hư không và nhấn một cái, thiên đạo hỏa bị dập tắt ngay lập tức, ba tôn giả bị thương trồng chất nhưng không chết đi. Thiên đạo hỏa phiên bản suy yếu có thể thiêu chết tôn giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng miểu sát. Phải biết rằng, từ khi Lăng Hàn vận dụng thiên đạo hỏa tới khi diệt sát thích diệt, tất cả nói thì dài dòng nhưng chỉ kéo dài 2-3 giây. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, không ai có thể chết dễ dàng bàn tay bắt lấy ba người lăng hàn nhưng lại kém một tia, cho nên bàn tay đánh vào khoảng không. Xeo, một thân hình xuất hiện, đó là lão tăng dáng người khô gầy, hắn có tròm râu trắng dài tới bụng, gương mặt đầy nếp nhăn, hắn tỏa ra khí tức suy bại và mục nát. Nhưng chính lão tăng như thế lại làm cho ba bồ tát phải cung kính, liều mạng bỏ qua vết thương cũng quỳ xuống. Bái kiến hạo dương đại nhân, hạo dương Phật đà, thánh nhân, lão tăng không để ý, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nơi ba người lăng hàn biến mất, ánh mắt như xuyên thẳng qua không gian đại nhân người tìm tên nghịch tử kia sao huyền vân bồ tát hỏi trong mắt mang theo sát ý mãnh liệt ba người bọn họ suýt bị giết không phải nghịch tử thì là cái gì lão tăng kinh ngạc bởi vì hắn bắt giữ linh hồn ba động của lăng hàn trong nháy mắt đã tiến tới tinh thể khác nhưng đột nhiên ba linh hồn ba động này đã biến mất việc này rất cổ quái không đúng lão tăng hiểu ra hắn mở miệng giọng nói khàn khàn không gì sánh được Kẻ này tu luyện linh hồn biến hóa thuật, đã không thể truy tìm. Hắn là Lăng Hàn, Huyền Vân Bồ Tát nói. Từ mấy chiều cuối cùng, hắn đã nhận ra tuyệt học của Lăng Hàn. Ý của ngươi là, Lăng Hàn dám giả tạo thân phận lẻn vào tộc ta làm Phật tử. Vân thù Bồ Tát không dám tin tưởng, kẻ này phải to gan lớn mật cỡ nào mới dám làm như vậy. Tạc tử, lòng tượng Bồ Tát tức sùi bọt mép, hắn cũng không có quy y, vẫn bảo lưu lại ba ngàn phiền não tơ, ba đại tôn giả đều bị ác tặc này hãm hại, bản thân bị trọng thương, nếu không phải hạo dương Phật đà xuất thủ, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Lão Tăng lại hừ một tiếng, các ngươi làm lão nạp thất vọng, chỉ là một chân ngã cảnh lại suýt lật ngược nơi này. Hừ, các ngươi truy kích cho lão Tăng, không mang thi thể tiểu tử kia về, các ngươi cũng không cần trở về. Vâng, đại nhân, ba tên Bồ Tát không người hành lễ, cũng không lo được bản thân trọng thương, bọn họ lập tức ra ngoài truy kích. Mặc kệ bởi vì lệnh của Phật Đà hay bản thân bọn họ chịu nhục, bọn họ đều muốn bắt lấy lăng hàn ánh mắt lão tăng dừng lại trên người thích vĩnh vân một chút giống như nhìn run dế hoàn toàn không có ý nói gì hắn cất bước và biến mất trong hư không thích vĩnh vân suýt nữa sợ tè ra quần vừa rồi lăng hàn đại phát thần uy oanh sát thích diệt hắn đã sợ hãi không gì sánh được sợ lăng hàn giết mình hắn cũng không có thế tử phù còn tốt hạo dương phật đà kịp thời xuất hiện hù chạy lăng hàn cũng cứu ba tên tôn giả tiện thể giúp hắn thoát ly hiểm cảnh sau khi nguy cơ qua đi, Thích Vĩnh Vân cau mày. Thích Diệt là cứu binh hắn mời tới, mặc dù đối phương vốn mang theo tiểu tâm tư, hắn hiện tại chết ở nơi này, hắn có quan hệ thế nào? Tổ phụ người ta là Phật Đà, hắn làm sao có thể thừa nhận lửa giận của đối phương? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ có giết chết Lăng Hàn mới có thể triệt tiêu tội lỗi, chỉ ít sẽ không bởi vì việc này mà bồi mạng. Ánh mắt hắn sáng lên, hắn không tiếc trả giá lớn cũng phải giết Lăng Hàn, nếu không, hắn sau này không sống yên lành lại nói lăng hàn hoàn thành truyền thống, bọn họ lập tức thay đổi hình dáng tướng mạo, bao quát linh hồn ba động. cho dù là đại hắc cầu cũng bị lăng hàn sử dụng lục tự minh vương chú quát tỉnh, cũng thay hình đổi dạng trước rồi nói sau. hắn không nhìn thấy hạo dương phật đà, hắn cảm thấy có khí thức minh mông bao phủ, hắn cũng không phải không biết có phật đà, cho nên hắn phải thay đổi thân phận thật nhanh. mặc dù đã cách một cái tinh thể, nhưng nếu thánh nhân muốn xuất thủ sẽ tùy tiện đuổi kịp bọn họ, cho nên hắn phải thay hình đổi dạng. đúng lúc này chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện gương mặt già nua, già đến mức không tưởng nổi, khuôn mặt kia lớn như tinh thể và tỏa ra khí tức đáng sợ. Thánh, thánh nhân, tinh thể này có tôn giả, đối phương sợ hãi lạnh cả người, một vị thánh nhân hiển hóa pháp thân và mang theo lửa giận, có ai không sợ. Thánh nhân phát huy, chỉ trong nháy mắt là có thể tiêu diệt tinh thể, trừ tôn giả ra, cho dù cường giả giáo chủ cũng phải khoanh tay chịu chết. Gương mặt này nhìn xuống tinh thể, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn sâu kiến, Toàn bộ người trên tinh thể sợ hãi lạnh mình, bọn họ sợ hãi không nói thành lời. Đạt tới độ cao như thánh nhân, bọn họ thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Còn tốt, chỉ qua mấy giây, gương mặt này đột nhiên biến mất, tất cả mọi người mới thở ra. Lăng Hàn cũng nhìn chằm chằm vào bầu trời, mặc dù hắn không gặp qua nhưng hắn có thể khẳng định, đây chính là Hạo Dương Phật Đà. Đi, hắn căn bản không cần vận dụng tinh thể truyền tống trận, hắn đã sớm thăm dò kết cấu nơi này, hai tay ném trận cơ, hắn cùng Tiểu Thanh Long đại hắc cầu hóa thành tia sáng biến mất tại nơi này. Sau khi truyền tống vài chục lần, cuối cùng Lăng Hàn cũng ngừng lại, bọn họ hiện tại đã rời xa vô cấu tinh. chương 4678 Thiên Không Đảo Sau khi ăn nhiều bảo dược, đại hắc cầu khôi phục rất nhanh. Khốn kiếp, không thể tự tay xử lý tên hỗn đản kia, cầu ra cảm thấy khó chịu. Đại hắc cầu biết được thích diệt đã chết, cho dù giải hận nhưng nó vẫn buồn bực. Lăng Hàn mỉm cười, không sao, còn có một người ngươi có thể ra tay. Thích Vĩnh Vân, ánh mắt đại hắc cầu sáng lên, không sai, ta cố ý giữ hắn lại không xử lý. Với năng lực của Lăng Hàn, muốn oanh sát Thích Vĩnh Vân quá đơn giản, bổ sung một quyền mà thôi, nhưng hắn không có, hắn muốn lưu lại cho đại hắc cầu chút giận. Tốt, từ hôm nay trở đi cầu ra sẽ tu luyện thật tốt, về sau sẽ đánh chết tên vương bát đản kia. Đại hắc cầu bộc phát ý chí chiến đấu, đầu tiên phải chữa khỏi thương thế đã, Lăng Hàn đi ra khỏi phòng, hắn tùy ý ngồi trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào thật không nghĩ tới thời gian nội ứng trong phật tộc lại kết thúc nhanh như thế xem ra kỹ xảo của ta còn chưa đủ lang hàn nhổ nước bọt nhưng nếu hắn thật sự nhịn cơn tức này hắn còn là lang hàn hay sao tiểu hàn tử lão hắc thế nào tiểu thanh long trở về nó đi ra ngoài tìm hiểu tình huống đã tốt hơn khá nhiều lang hàn gật đầu bên ngươi thế nào ha ha quá đặc sắc tiểu thanh long cười to phật tử làm phản Chuyện này là chuyện lớn tay trời, Phật tộc Tây Thiên vực muốn giấu việc này nhưng đại chiến khi đó rất lớn, Phật tộc không có chuẩn bị, bởi vậy việc này đã bị truyền bá ra ngoài. Thế là toàn bộ tinh không đều biết, khi mọi người biết được Phật tử Tây Thiên vực chính là Lăng Hàn, bọn họ rung động mạnh. Khốn kiếp, thì ra là ra hỏa này, lúc trước Lăng Hàn lưu vong thiên nhai, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ rời khỏi sân khấu tranh tài, ai ngờ người ta vẫn như cá gặp nước, vô thanh vô tức biến thành Phật tử, đường hoàng xuất hiện trước mặt đế tộc. Người xem, Thạch Nguyên chuẩn bị Lăng Hàn dậy làm người một hồi, không biết sau khi hắn biết được chân tướng sẽ có vẻ mặt gì. Thật mong Thạch Nguyên Trần bước ra khỏi bóng ma tâm lý. Có người nói đùa trên tinh võng, thế mà dẫn phát rất nhiều người ồn ào. Nhưng mà hiện tại mọi người cũng biết, thì ra Lăng Hàn còn có thuật dịch dung cao thâm, ngay cả tôn giả cũng không nhìn ra mánh khóe. Có giáo huấn lần này, Lăng Hàn còn muốn dịch dung trà trộn vào đế tộc sẽ khó hơn lên trời. Ai, nội tình đã bị vạch trần, về sau hãm hại thế nào được, ta lăn lộn ra sao? Lăng Hàn cảm thán nói, về sau nên xem Long ra, tiểu thanh Long không biết xấu hổ nói, ha ha, không qua bao nhiêu ngày, đại hắc cầu đã khỏi hẳn, cũng làm Lăng Hàn cùng tiểu thanh Long yên tâm. Lúc này, bọn họ quyết định rời đi, bọn họ đi mua liên tiếp khí, dự định nhìn xem tình huống hiện tại, ngược lại dùng xong rồi ném, sẽ không bại lộ hành tung. Ồ, thiên không đảo mở ra, Lăng Hàn sững sờ, Bây giờ trên tinh võng tràn ngập ba chữ Thiên Không Đảo. Đây là cái quỷ gì? Tìm hiểu một chút, toàn bộ tư liệu liên quan tới Thiên Không Đảo hiện ra. Thiên Không Đảo là tài sản riêng của Đông Phương gia tộc, mà Đông Phương gia là thế lực cấp tôn giả, cũng xem như thế lực lớn trong tinh không, nhưng không được gọi là đỉnh cấp, mặt trên còn có thánh địa và đế tộc. Đông Phương gia tộc thống trị một tinh vực, trong tinh vực của bọn họ có một cái tinh thể sản xuất tiên dược độc nhất vô nhị. Tiến hóa quả, nó dùng làm gì? nó có thể giúp võ giả chân ngã cảnh xúc tiến chân ngã tiến hóa từ tượng gỗ đến thạch thai thạch thai đến ngân thai ngân thai đến kim thai càng kinh người hơn là sau khi đạt tới chân ngã cảnh đệ tứ hình tiến hóa quả có thể giúp võ giả có cơ hội hình thành đệ ngũ hình mọi người đều biết chân ngã tứ hình là có thể đột phá nhưng sau khi bước vào hóa linh cảnh sẽ mất đi khả năng tiến thêm một bước không có cách gì bước vào giáo chủ muốn trở thành giáo chủ ít nhất cũng phải đạt tới chân ngã đệ ngũ hình cho nên tất cả võ giả có trí trở thành giáo chủ cấp đều khát vọng tiến hóa quả huống chi võ giả còn muốn trở thành tôn giả thánh nhân và đại đế vậy thì không chỉ cần đệ ngũ hình có thể phải đệ lục đệ thất đệ bát và đệ cửu mặc cho người thiên tài đi nữa nếu có thể dựa vào thực lực hoàn thành đệ ngũ và đệ lục có thêm tiến hóa quả trợ giúp không phải càng tốt sao hơn nữa còn có thể đánh vỡ cực hạn của bản thân bởi vậy ý nghĩa của tiến hóa quả có thể nghĩ mà biết vấn đề là tiên dược trọng yếu như vậy vì cái gì chỉ có thế lực cấp tôn giả nắm giữ. Ha ha, trên thực tế tiên quả đã làm đế tộc sinh ra tâm tư tranh đoạt, còn huyên náo khủng khiếp, suýt nữa mang theo đế binh đánh nhau, sau khi bỏ ra cái giá lớn, các đế tộc đã ngồi xuống bàn luận thật tốt. Không ai có thể độc chiếm, tốt, dứt khoát cùng hưởng đi, cho nên bọn họ giao cho Đông Phương gia tộc tới quản lý, chờ tiến hóa quả thành thục sẽ bàn bạc phân chia như thế nào. Dần dần, phạm vi phân phối cũng từ đế tộc đến thánh địa, từ đó truyền lưu rộng rãi tới chân ngã cảnh bởi vì tiến hóa quả chỉ có chân ngã cảnh mới có thể dẫn động hiển hóa cảnh giới cao cũng vô dụng cho nên mới có thể biến thành cả tinh không cộng hưởng đương nhiên phần lớn tiến hóa quả sẽ rơi vào trong tay đế tộc một là truyền nhân đế tộc mạnh hơn thứ hai áp lực của đế tộc còn bày ra đó bọn họ phát động thu mua có mấy người dám không bán tiểu hàn tử đại hắc cầu nhìn lại lang hàn gật đầu chuyện tốt như vậy đương nhiên chúng ta sẽ đi tốt trà sữa ba huynh đệ chúng ta lại nhấc lên gió tanh mưa máu Đại Hắc Cầu nói ra, đám cặn bã, run rẩy đi, Tiểu Thanh Long cũng rất hưng phấn, bởi vì người tu vi cao hơn chân ngã cảnh tiến vào thiên không đảo cũng vô dụng, căn bản không thể đoạt lấy tiến hóa quả, hơn nữa, từ đó tạo thành cạnh tranh không công bằng, cho nên các đế tộc đã sớm đạt thành hiệp nghị, trong dạng tranh đoạt như thế này, chỉ có chân ngã cảnh mới có thể đi vào. Đế tộc ra lệnh, ai dám vi phạm, thừa cơ hội này nên giết chút người, Lang Hàn từ tốn nói, giống như Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt và các đế tử khác, bọn họ chính là món ăn của hắn nhìn bọn chúng nhảy nhót lâu như vậy lần này phải xử lý tất cả tốt tiểu thanh long và đại hắc cẩu cũng xoa tay ánh mắt đằng đằng sát khí bọn họ lên đường thiên không tinh đây là địa bàn của đông phương gia tộc cũng là vị trí của thiên không đảo thiên không đảo là nơi thần kỳ không thần kỳ thì làm sao có thể sản xuất thứ thần kỳ như tiến hóa quả đảo này bồng bềnh trên không trung vô cùng cường đại hòn đảo này bị quy tắc trí cao bao phủ cho dù là thánh nhân cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào. Đương nhiên, sử dụng đế binh mở đường vẫn có thể đi vào, nhưng làm thế cũng không ý nghĩa gì, bởi vì thứ giá trị nhất thiên không đảo chính là tiến hóa quả. Tiến hóa quả thành thục, đạo tắc trí cao sẽ tạm thời biến mất, tiếp tục một đoạn thời gian, sau đó sẽ lại xuất hiện, cho nên, hoàn toàn không cần cưỡng ép đánh vào trong. chương 4679, tìm đội ngũ. Chúng ta nghênh ngang đi vào. Đại Hắc Cầu hỏi, vậy thì thế nào, ai dám ngăn chúng ta thấy ma giết ma thấy thần giết thần tiểu thanh long đằng đằng sát khí nói ba lang hàn tát nó một cái ít nói hưu nói vượn bí mật bọn họ có thể dịch dung đã bại lộ nếu vẫn là tổ ba người đi vào sẽ bại lộ lão hắc cởi đồ lót ra lang hàn nói với đại hắc cầu trước tiên đại hắc cầu dọa đến hai chân khẽ run rẩy tiểu hàn tử đã nhiều năm như vậy cuối cùng ngươi muốn xuống tay với cầu ra sao sắc mặt lang hàn biến thành màu đen ngõa ngươi mặc đồ lót sáng như thế, cho dù người không biết ngươi cũng nhận ra dáng vẻ bị ổi hèn mọn của ngươi. Cầu ra bị ổi chỗ nào? Đại hắc cầu lẩm bẩm, nó huyễn hóa thành hình người, nó cởi quần lót ra, lại không tình nguyện nói. Cầu ra trời sinh tính hào phóng không bị trói buộc, rất thích tự do. người ta gọi đó là bị ổi. Lang Hàn cùng và Thanh Long đồng thời nói ra. Đại hắc cầu lập tức nghẹn lời, các ngươi cũng quá ăn ý. còn ngươi, không cần biến thành tiểu hài tử. Lăng Hàn quay đầu nói với Tiểu Thanh Long, đứa bé năm sáu tuổi có tu vi đạt đến chân ngã cảnh, cho dù thế hệ Hoàng Kim cũng không trâu bỏ như ngươi. Không được nha, Long ra chính là hậu duệ chân Long. Tiểu Thanh Long ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo kêu. Ba, nó lại bị tát, nếu ngươi muốn bị đế tộc bắt được, như vậy ngươi cứ tiếp tục như trước. Lăng Hàn nói ra một câu, Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ, đành phải biến thân thể lớn hơn, biến thành một thanh niên 20 tuổi nhưng gương mặt đầy ngây thơ trang bức lăng hàn và đại hắc cẩu đồng thời nói ra con thần lần này thích biến thành hài tử không phải nói rõ hắn còn trẻ tuổi hay sao trẻ tuổi như thế lại có tu vi cao như vậy tự nhiên sẽ làm cho người ta chấn kinh cho nên đây là tiểu nhân trang bức lần này tốt hơn nhiều lăng hàn gật đầu hai người này cuối cùng không trói mắt như trước bằng không đám người nhìn vào sẽ phát hiện đi 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 đại hắc cẩu và tiểu thanh long đều hưng phấn nói ra bọn họ muốn đi thiên không đảo đánh đế tử chậm lăng hàn nói lại làm sao? Đại Hắc Cẩu hỏi, Lăng Hàn thở dài, vừa rồi chỉ uốn nắn chút sơ hở của các ngươi, nhưng ba người chúng ta là mục tiêu quá lớn. Vậy chúng ta chia ra hành động, Tiểu Thanh Long nói, Lăng Hàn cười một tiếng, có thể, nhưng mà còn có một biện pháp, khi đó mục tiêu của chúng ta càng nhỏ hơn. Biện pháp gì? Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đồng thời hỏi, trà trộn vào trong đội ngũ khác, Lăng Hàn nói, thôi, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu phất phất tay, còn tưởng rằng là chủ ý tốt gì, nhưng bọn họ làm như vậy rất hiện thực, đi, bọn họ đi tiếp, cũng tìm kiếm đội ngũ gia nhập. Việc này cũng không khó, bởi vì có chút gia tộc mặc dù cường đại nhưng không đại biểu cao thủ chân ngã cường đại, cho nên bọn họ cần nhờ người ngoài. Đi không bao xa, ba người đã nghe có kêu gào tuyển người. Bọn họ đi lên xem xét, tuyển người là Đường gia, là thế lực cấp tôn giả, nhưng thế hệ này chỉ có một nữ tử nổi danh, nàng tên là Đường Dung, cũng có chút danh tiếng, bởi vì nàng là vưu vật bài danh 91 trên tuyệt sắc bảng đừng tưởng rằng 91 là thấp, tinh không lớn bao nhiêu, người có thể tiến vào top 100 đều là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có. Bởi vậy, bên người đường dung có không ít người theo đuổi, cũng không thiếu hộ hoa sứ giả, nhưng bởi vì cảnh giới cho nên có ít người không thể tiến vào thiên không đảo, lực bất tòng tâm. Đường ra trả thù lao cao, nếu có được tiến hóa quả, mỗi người sẽ được ban hưởng một môn bảo thuật cấp tôn giả, cho dù không chiếm được tiến hóa quả cũng sẽ có ba vạn đạo thạch làm thù lao. Ba người lăng hàn không đặt thù lao vào trong mắt, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận chân ngã cảnh lại là dụ hoặc không kháng cự được. Tuyển nơi này, lang Hàn nói, hắn ngụy trang thân phận của bản thân. a à, người muốn dính vào đường dung, hơn nữa người ta còn là mỹ nữ tuyệt sắc bảng, có phải cố ý hay không? Đại hắc cầu hoài nghi, nhất định là cố ý. Tiểu Thanh Long 10 phần khẳng định, đi, lang Hàn không đáp, bọn họ tiến lên chấp nhận, cũng cần đăng ký thân phận một chút. Dung muội muội có ta ở đây, căn bản không cần những cặn bã yếu ớt này thời điểm đám người lang hàn đăng ký đột nhiên có giọng nam nhân vang lên chẳng những cho bọn họ nghe được mọi người còn nghe thấy rất rõ ràng mọi người đồng loạt nhìn sang đó là thanh niên mặc cẩm y phong thần tuấn lãng đôi mắt hắn sáng ngời trên mặt hắn mang theo cao ngạo nhìn thấy mọi người đều nhìn sang hắn hắn không những không sợ hãi ngược lại hắn còn cười đều thế nào nói các ngươi là cặn bã các ngươi còn không phục sao hắn bắt đầu chào phúng mọi người dịch thiên phong người tới giúp đỡ hay phá hoại nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh hắn lên tiếng, nàng đẹp như quả đào chín mọng, nhất là đôi mắt như hoa đào, người nào được nàng nhìn cũng có cảm giác trái tim tan chảy. Nữ tử này mặc váy đỏ rộng thùng thình nhưng quần áo không thể che dậy đường cong mỹ diệu của nàng, gió nhẹ thổi tới, váy dài dán sát người, cũng vẽ ra dáng người ma quỷ của nàng. Nàng chính là đường dung, vưu vật trên tuyệt sắc bảng. Mọi người nhìn sáng, tâm thần bọn họ rung động, tức giận vừa rồi cũng biến mất. Dịch thiên phong cười một tiếng, nói. Dung muội muội, ta cũng không có nói quá lời, những người này chỉ ra tăng thanh thế mà thôi, nếu thật đánh nhau, bọn họ gộp lại cũng không bằng ta. Thật cuồng, có người không nhịn được, kịch bản quen thuộc, Lăng Hàn nói thầm, hắn gặp việc này quá nhiều lần. Không nên nói lung tung, lại có người đứng dậy kéo người lên tiếng trở về, hắn chính là Dịch Thiên Phong, cái gì Dịch Thiên Phong? Dịch Thiên Phong là cao thủ chân ngã cảnh bài danh hơn 8.000 trên tinh võng. T, đám người chung quanh hít khí lạnh. Võ giả bình thường không thể chạm tới cấp bậc đế tử, cho nên bài danh tinh võng có quyền uy rất lớn, có thể xếp trong hàng mũ 8.000 của tinh võng, đó là cao thủ. Dịch thiên phong cao ngạo, hắn cảm thấy biểu hiện của mọi người rất bình thường, hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Là bài danh 8.231, hắn cường điệu nói, bài danh 8.231 và 8.999 đều là hơn 8.000, trong đó tranh lệch 600 bài danh, có thể giống nhau sao? Phốc, đại hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long bật cười từ cử chỉ cường diệu như vậy thì biết rõ dịch thiên phong này có lòng hư vinh cao ngạo cỡ nào các ngươi cười cái gì dịch thiên phong nhìn sang gương mặt đầy âm trầm